chương 0.1 Giới thiệu 1 Nguồn Mê truyện audio.com Nửa đêm, hai tiếng nổ thật lớn, bất kể là đang ngủ, đang xem TV hay là đang chơi máy tính, không hẹn đều rời khỏi chỗ của mình, kéo cửa ra xem nơi phát ra tiếng động đó, người có đầu óc đều biết tiếng động này khẳng định không phải là pháo hoa, hơn nữa ở trong thành phố nếu không phải là dịp đặc biệt tuyệt đối không phép bắn pháo hoa. Như vậy chỉ có một khả năng, ở chỗ nào đó bị đánh bom, Động tĩnh lớn như vậy, không biết đã có bao nhiêu người chết. Nhưng cũng đâu có liên quan đến mình, thôi đi về phòng ngủ ở trong bóng đêm lạnh lẽo đó, tiếng xe cảnh sát vang lên liên hồi, nhìn đoạn đường đầy đất đá, mái nhà bị phá hủy, mấy cảnh sát này không khỏi cảm thán, may mắn là vùng bị tàn phá này thuộc sở nghiên cứu đặc biệt, không biết có phải là dự đoán sẽ xảy ra chuyện này hay không mà cả vùng này đều là đất trống bao quanh, nếu xây mấy khu thương xá, khu dân cư thì không biết phải bao nhiêu người nữa bỏ mạng nhanh bao vây khu này lại, phối hợp với đội phòng chống chữa cháy, tạm thời còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chờ mệnh lệnh của cấp trên. Giang đội trưởng mặt không biểu tình ra lệnh, vụ nổ lớn như vậy, ông đang ngủ say cũng bị tiếng động vực dậy, huống chi nơi này là vùng đặc thù, mỗi quốc gia luôn che giấu không biết bao nhiêu chuyện hay vật đặc biệt, mà sở nghiên cứu này thuộc về vùng đặc thù của quốc gia, chuyên nghiên cứu những sự vật hiện tượng mà khoa học chưa giải thích được, là người, là chuyện là vật đều là đề tài để nghiên cứu, bên ngoài nhìn vào cũng chỉ nghĩ đây là sở nghiên cứu bình thường, tòa nhà trong này đã qua mấy thập niên, phòng ốc không có gì đặc biệt, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết bên trong tòa nhà này có bao nhiêu thứ không thể tưởng được, đi sâu vào bên trong, đều có thể tùy tiện nhìn thấy những thứ vũ khí tiên tiến của quốc gia. Sở nghiên cứu xây đã nhiều năm như vậy, không phải an hai không có ai xông vào, nhưng từ trước đến nay mỗi khi bước vào đây đều sống không thấy người chết không thấy xác vụ nổ lần này nghĩ như thế nào cũng thấy không được bình thường quốc gia đối với sở nghiên cứu này luôn dốc tiền vào đây mà không một chút suy nghĩ nhân viên làm việc bên trong đều là người trung thành với đất nước không ai sánh được cho dù không trung thành cũng không được rời đi bởi vì người nhà và kinh tế của gia đình đều bị quản thúc nếu có hành động khác lập tức bị bắt lại còn nữa sau khi bắt lại cũng không chỉ đơn giản là giam lỏng không đâu nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra Giang đội trưởng bất động thanh sắc, trong lòng thầm cân nhắc, nói thật, cảnh cục có bị đánh bom ông cũng không có ngạc nhiên như vậy, chính là do nơi này không phải tầm thường mà thôi, điện thoại vang lên, vừa lấy ra đã thấy số của cấp trên gọi tới, nhanh nhấn phím nghe, ta là Giang Tân Vũ. Tiểu Giang, mau thu đội lại, việc này không nằm trong phạm vi xử lý của chúng ta, sẽ có đội khác đến tiếp nhận. Dứt khoát phân phó xong, đều bên kia lập tức tắt máy, Giang Tân Vũ nhíu mày, cấp trên vội vàng tắt máy như vậy hơn nửa đêm không biết có phải họp khẩn cấp không xem ra chuyện này lớn rồi thu đội đội phòng cháy chữa cháy bên kia khẳng định cũng nhận được lệnh lập tức cùng cảnh sát rút lui khói bụi bay lên rồi hạ xuống ngoại trừ tiếng sụp đổ của mấy bức từng đá ra không còn tiếng của một sinh mệnh nào cả tịch tình nhi không biết cảm giác hiện tại ra sao cô không phải đã chết rồi sao vụ nổ lớn như vậy cô sao còn có cảm giác nhìn xung quanh chỉ còn một vùng hoang vu còn có sương mù ngoại trừ cách bên người hai thước xa hơn nữa cũng không nhìn rõ cái gì hết ngồi xuống nhìn lại bản thân đối với thân thể trong suốt của mình không nói gì cô đây là lạc vào không gian khác sao linh hồn thì ở đây nhưng thể xác không phải bị vụ nổ kia làm cho tan nát hay sao sẽ không có chuyện xuyên qua cẩu huyết gì đó chứ mà không đúng tại sao ở đây lại không có người mà chỉ có sương mù mà thôi đây là cung trăng tự hỏi tự trả lời một hồi lâu tịch tình nhi mờ mịt đứng tại một chỗ không là bay lên tính toán thăm dò cái nơi quỷ quái này một chút thế nhưng bay một vòng lớn rồi hạ xuống một chút chuyển động gì cũng không có vẫn chỉ là nhìn rõ được phạm vi không gian trong vòng hai thước một chút biến hóa cũng không có tuy rằng cô không có đói bụng nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi hẳn là mới thành quỷ hồn nên mới vậy đi làm sao để rời khỏi nơi này đây tuy rằng cô không thích tiếp xúc với người ngoài nhưng cả không gian này chỉ có một mình cô cô sẽ điên mất con người trời sinh là động vật ở chung với cộng đồng mà cô chỉ cô độc một mình nhưng nguyện ý nghe người ta nói chuyện nghe người ta lãi nhãi nếu có thể rời khỏi đây thì tốt quá cô còn có tâm nguyện chưa hoàn thành nha nháy mắt một cái tịch tình nhi đã rời khỏi nơi đó rồi xuất hiện trên không trung của một tòa kiến trúc đổ nát tịch tình nhi nhìn xung quanh một lần đây, đây không phải là nơi cô làm nhiệm vụ sao? Tuy rằng phòng ốc không còn, nhưng cô chắc chắn rằng mình không nhầm đâu, vậy nơi cô ngây ngô đứng lúc nãy là nơi nào? Trong nhất thời nghĩ đến vùng sương mù kia, cô liền xuất hiện ở nơi lúc nãy, giật mình, lập tức muốn rời. Khỏi, quả nhiên cô lại xuất hiện ở chỗ đổ nát của tòa nghiên cứu, thử đi thử lại nhiều lần, Tịch Tình Nhi mới xác định, đây không phải là nằm mơ bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y, quỷ quỷ mộng du được edit tại âm dương cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ o, o, ngồi ở đống đá đổ nát, suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra, mắt liếc qua nhìn thấy một vòng ngọc nằm cô độc trong góc, mắt lập tức mở to, làm sao có thể, đó không phải là mục tiêu của nhiệm vụ lần này sao? Bản thân nàng nổ tung thành bụi mà vòng ngọc kia không mảy may sức mẻ gì, đúng là quỷ địa thẹo bản năng vương tay cầm lấy, tay lại trực tiếp xuyên qua vòng ngọc không thể cầm được đúng rồi cô là quỷ hồn không có khả năng cầm lấy bất kỳ vật gì thật không cam lòng a à, vì cái thứ chết tiệt này bây giờ ở trước mắt lại không thể cầm được dù sao cũng là tảng đá vô tri mà không bị sức mẻ gì tịch tình nhi vội nằm úp sấp xuống từ từ bò đến gần chiếc vòng ngọc cẩn thận quan sát tổ chức vì thứ này mà đã tổn hại nhiều nhân thủ đến vậy cuối cùng người tự xưng là đệ nhất cao thủ như cô cũng bị liên lụy theo rốt cuộc đây là cái gì? Nếu như chỉ là một cái vòng ngọc bình thường, cũng không thể được tổ chức xem trọng như vậy, lại còn được sở nghiên cứu bảo vệ nghiêm ngặt, dùng đồ bảo vệ mới nhất, tân tiến nhất cũng dùng đến kiểu dáng vòng ngọc này rất đơn giản, chỉ là một vòng ngọc nhỏ, trên đó cũng không có hoa văn gì, đơn giản đến mức liếc qua cũng sẽ quên ngay, màu trắng, ở giữa có một khoảng trống, trực giác tịch tình nhi mách bảo khoảng trống ở giữa này có thứ gì đó, không từ bỏ ý định, vương tay lấy nhưng đều vô. Dụng còn nửa chỗ lúc nãy là chỗ nào, xung quanh đây ngoại trừ vòng ngọc chẳng lẽ còn tồn tại vật khác. Nhưng rõ ràng cô nhớ ở trong két sắt cũng chỉ có vòng ngọc này này à, những phòng khác cô chưa kịp ghé vào, chờ một chút. Lẽ nào chỗ đó và cái vòng ngọc này có liên quan đến nhau? Trong lòng thầm suy nghĩ bên trong vòng ngọc là chỗ nào, quả nhiên cô đã xuất hiện lại nơi đầy sương mù kia, ra vào vài lần, tịch tình như xác định suy đoán của mình đã đúng, đúng là đồ tốt, thảo nào tổ chức liều mạng muốn lấy cho bằng được, cũng không biết bọn họ có biết rằng trong vòng ngọc này có nơi như vậy không nhỉ, còn nữa N1O có tác dụng nào khác. Có điều, những thứ này cô bây giờ đâu thể dùng được, căn bản chính là cô không thể mang theo, cô là người thích ứng trong mọi hoàn cảnh nên rất nhanh thích ứng được với thân phận quỷ hồn của mình, cũng không có gì tốt, muốn đi đâu chỉ cần bay là được, muốn đến đâu đều rất nhanh, cũng không cần ăn cái gì, lại nói tiếp, Quỷ hồn sẽ không biết đói bụng đi. Nếu như đói bụng, ăn cái gì? Thật muốn thử một chút, tuy rằng đáp án hẳn là không được đi, nhưng cũng rất tốt vì có thể nhìn xem mọi người đang làm gì mà không bị phát hiện, không phải sao, chợt ngồi xuống, cô đã chết, vậy cô có thể quay về nhà nhìn mọi người một chút không? Nhìn cha mẹ, nhìn em gái, tổ chức chắc không lợi đến mức bắt được quỷ hồn, đúng, cô phải về thăm mọi người một chút, 8 năm rồi chưa gặp hẳn họ đã sớm quên cô rồi nói không chừng cho rằng cô đã chết sớm thành người đầu bạc tiễn người đầu xanh có bao nhiêu là đau đớn chứ còn có em gái lúc nhỏ hay thích đi theo phía sau đuôi mình không biết lớn lên như thế nào bay lên nhìn vòng ngọc không có chút đơn giản kia cho dù là vật tốt nhưng không thể dùng nhìn sắc trời một chút trời đã nhanh sáng ở đây chắc chắn sẽ có người đến thu dọn lại người của sở nghiên cứu nhất định sẽ đem ngươi về bọn họ mong sẽ có một ngày phát hiện được chỗ thần kỳ của ngươi tuy rằng ta cũng rất muốn ngươi thế nhưng ta không thể mang ngươi theo được chỉ có thể như vậy xoay người muốn đi vòng ngọc kia lập tức bay lên bay đến trước mặt cô đối mặt với cô tịch tình nhi nổi da gà thật quỷ dị giật mình ngươi muốn đi theo ta dừng một hồi thầm mắng mình đúng là kẻ điên vòng ngọc này sẽ nghe hiểu sao càng đừng nói là có thể nói chuyện không tuy rằng thứ này quả thực rất cổ quái nào có vòng ngọc nào biết bay chẳng lẽ sau vụ nổ biến thành quỷ ngọc cho nên mới có thể bay cùng giống cô cười một tiếng tịch tình nhi lượng vòng cùng vòng ngọc rồi tiếp tục bay về phía trước đồ chơi này rất quỷ dị cô không khống chế được vẫn không cần để ý là tốt nhất cô ăn đắng còn chưa đủ ư thứ này có cho cô ăn khổ hay không thì chưa dám nói thế nhưng phiền phức dĩ nhiên là có rồi mang theo bảo vật như vậy chính là mang tội đạo lý này cô hiểu mà ai biết chính phủ còn che giấu bao nhiêu dị nhân kỳ sĩ nữa là cô chỉ là tiểu quỷ hồn mà thôi làm sao chịu nổi bị người ta khống chế trong lòng đã có chủ ý thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ nhìn sang vòng ngọc kia ở sau lưng cô không xa mà bay theo phía trước quỷ bay phía sau ngọc bay cô là quỷ người thường nhìn không thấy cô nhưng vòng ngọc kia không thấy mới lạ nếu thấy vòng ngọc bay không biết có bao nhiêu người đuổi theo đây lại dẫn ra yêu ma quỷ quái cô là quỷ hồn cũng chịu không nổi đâu chờ một chút cô đã chết vì sao mấy quỷ sai kia không đến bắt cô đi không phải là phải đem cô đưa đến địa phủ ư đúng là nhức đầu quá đi dừng lại đối mặt với vòng ngọc tịch tình nhi thử xem nó như là con người mà nói chuyện với nhau không phải là ta không mang ngươi đi mà là ta mang không được không mang ngươi theo là một nguyên nhân còn nguyên nhân kia chính là ta là quỷ hồn người khác không nhìn thấy ta thế nhưng ngươi là ngọc Người khác có thể nhìn thấy, ta không muốn làm cho mọi người kinh sợ, thấy một vòng ngọc bay ở trên trời liền sợ, ta nói như. Vậy, ngươi hiểu rồi chứ? Vòng ngọc giống như là nghe hiểu lời cô, ở tức mặt cô từ từ biến thành trong suốt, nếu nhìn không kỹ căn bản chính là không nhìn ra, Tịch Tình Nhi cảm thấy da đầu thật tê dại, đây rốt cuộc là cái thứ gì a, à? khi còn sống cô bị ông trời chơi đùa, bây giờ cô thành quỷ, lại không buông tha cô sao? kỳ thực là một tiểu quỷ không buồn không lo, cô cũng cố gắng vui vẻ mà chấp nhận. Chương 0.2 Giới thiệu 2 Nguồn Mê truyện audio.com Ngươi hóa thành như vậy chắc gì mọi người không còn nhìn thấy ngươi. Tịch tình nhi nghi vấn, nói tiếp. Vậy ngươi có thể thu nhỏ lại một chút không? Vòng ngọc rất nghe lời, liền thu nhỏ lại bằng hạt đậu mới dừng lại, sau đó bay tới trước mặt tịch tình nhi phản phất đang hỏi nàng như vậy đã được chưa, tịch tình nhi chọc chọc nó, linh quan lóe lên, nếu không, ngươi biến thành hoa văn quấn lên người ta đi, như vậy ta không sợ đánh mất ngươi. Nàng vừa mới thành quỷ nên không có bằng hữu quỷ nào hết, cho nên rất tịch mịch, mà có một vòng ngọc quỷ theo bên người, ít ra bớt được tịch mịch mà vòng ngọc nghe tịch tình nhi nói vậy, liền hóa dài ra như một cái dây lưng, tự động quấn lên cổ tay của tịch tình nhi, đồng thời trong suốt không thấy. Như hòa một thể với Tịch Tình Nhi, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy được ngoan à. Tịch Tình Nhi nhìn hoa văn trên cổ tay, sau đó tìm trong trí nhớ đường về nhà mình. Nhà Tịch Tình Nhi ở phía Nam một thành thị, Hàng Thành, thành phố xa hoa, cha nàng đang làm kỹ sư cho quốc thị, mẹ nàng là cô giáo dạy cao trung, bây giờ, hẳn chưa về Hưu đi, đúng là khi bay tốc độ rất nhanh, bình thường ngồi máy bay từ thủ đô về Hàng Thành phải mất 3 tiếng đồng hồ cùng với tốc độ của một quỷ hồn như nàng không chênh lệch lắm, có điều, nhìn thấy cái gì cũng không cần tránh, trực tiếp bay xuyên qua là được, tiết kiệm không ít thời gian. Nhìn thấy một tiểu khu ở cách đó không xa. Tịch Tình Nhi ngừng lại, gần nhà như vậy mà không dám vào nhà, chính nàng suy nghĩ rằng sẽ về thăm nhà một chuyến, rõ ràng mỗi một giác quan trên cơ thể đều kêu gào muốn gặp cha mẹ, nhưng đến trước cửa nhà rồi, lại muốn chạy đi. Gặp thì đã sao, nàng đã chết cha mẹ không thấy được nàng nàng không thể báo hiếu được mọi thứ đều không thể thay đổi được duy nhất chỉ có một điều tốt là trước đây nàng lo lắng sợ tổ chức gây bất lợi cho cha mẹ nhưng bây giờ xem ra cũng không cần rồi vì nàng đã chết tất cả bí mật đều chôn theo cùng tổ chức không còn có lý do gì để gây bất lợi cho cha mẹ nữa không đúng lòng người cũng thay đổi bay quanh vài vòng rồi dừng lại nơi này vẫn là nơi mà nàng từng sống bên ngoài nhìn nhà cửa có chút mới so với lúc nàng mới rời đi, nhà cửa đã rất cũ, nhìn cửa đóng, tịch tình nhi dừng một chút, nàng có thể xuyên qua tường mà. Trong nhà, mọi vật đều được bày biện ra như cũ giống như nàng chưa từng rời khỏi căn nhà này khi nào, quét mắt bốn phía, không nhìn thấy di ảnh của nàng, như vậy mà nói, mọi người trong nhà luôn tin là nàng vẫn còn sống. Đáng tiếc, đúng là nàng vẫn còn sống nhưng là lúc trước, còn bây giờ nàng đã chết, trong nhà không có ai, chắc là mọi người chưa tan tầm, đi về phòng cũ của mình, trong nháy mắt nàng thật sự muốn hòa khóa, không ngờ mấy năm lăn lộn bên ngoài đến khi đến thành quỷ đã không thể khóc, thân thể cũng không có, đâu thể cơ hờ một ốc ra nước mắt được, trong phòng không có một hạt bụi, mọi thứ trong phòng đều giống như lúc nàng rời đi, trên bàn có một cuốn sách đã đọc được một nửa, chính là em gái dùng giấy kẹp. Sách xinh xắn để vào, áo ngủ của nàng vẫn còn đặt một góc trên giường, Dĩ nhiên khi nhìn thấy thì áo ngủ đó đã cũ rồi, năm đó áo ngủ này là cái áo mà nàng thích nhất, chỉ là nó không còn màu sắc của lúc đó, cha mẹ và em gái vẫn luôn chờ nàng quay về sao? Bây giờ nàng đã về, nhưng là âm dương cách biệt, nàng có thể nhìn thấy mọi người nhưng mọi người không thể thấy nàng, sao ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Lúc này, phòng khách bên kia truyền đến tiếng động, tịch tình nhi kích động bay ra ngoài, thấy mẹ một tay cầm đồ, một tay lấy dép trong nhà ra thay vào. Tịch Tình Nhi theo bản năng vươn tay ra muốn cầm giúp bọc đồ, lúc tay xuyên qua bọc đồ thì nàng mới nhớ chính mình không thể cầm được vật gì, đi theo mẹ vào phòng bếp, nhìn mẹ quen thuộc lấy dao. Thất ra, liền nhớ trước kia chính mình mỗi khi ở nhà là đều ở một bên giúp đỡ mẹ, có đôi khi em gái đến quậy, ở trong phòng bếp lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, còn ba ba thì vẫn như cũ tựa người vào cửa nhìn vào phòng bếp, trên gương mặt thoảng thoảng nét cười, bây giờ nhớ lại thực sự là hạnh phúc muốn khóc, nhưng hạnh phúc này chỉ kéo dài đến khi nàng 17 tuổi, vì nàng nổi tiếng gần xa là một thiên tài, 17 tuổi đã tốt nghiệp đại học, khó có thể tưởng tượng được nàng sẽ có thành. Công như vậy nhưng cũng vì thế mà từ lâu thật lâu trước kia, nàng đã bị một tổ chức nhắm tới. Chỉ là thấy việc học của nàng chưa hoàn thành nên không có động thủ, vào ngày thứ hai sau khi tốt nghiệp đại học, vừa tỉnh dậy nàng đã phát hiện mình ở một nơi thật xa lạ, gặp được đầu lĩnh của tổ chức đó, y mang mặt nạ toàn bộ tổ chức không biết trong y như thế nào dán dấp ra sao giọng nói đều là cố ý đè thấp khàn khàn muốn uy hiếp nàng rất đơn giản nàng tuy rất thông minh nhưng chung quy tay trói gà không chặt cũng không có vỏ để bảo vệ mình bảo vệ người nhà mà nhà nàng không có thế lực cường đại nên y lấy mạng sống của người nhà ra uy hiếp nàng nàng đương nhiên sẽ thỏa hiệp không phải là không có nghĩ tới việc phản kháng nhìn những người đi trước chưa có người nào có thể thoát khỏi Người nào mà dám phản kháng sẽ bị làm nhục cho tới chết bằng phương pháp lăng nhục đó, một năm rồi lại một năm trôi qua, nàng đã cống hiến cho tổ chức đó 8 năm. Trong 8 năm này thì 3 năm đầu, nàng phải liên tục chịu huấn luyện, không phải là huấn luyện bình thường mà là loại huấn luyện địa ngục, huấn luyện này đã khiến bao người phải chết, tàn phế, đến nơi giải oan cũng không có, nàng chỉ có thể dần co từ trong đám người chết đó bò ra, lúc đầu nhìn thấy máu liền choáng váng nhưng càng về sau cái gì nàng cũng dám ăn, kể cả thịt người, chỉ cần có thể sống sót, bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của dược y, quỷ quỷ mộng du được edit tại âm. Dương cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ. Vui vẻ. Năm năm còn lại, nàng chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật, không một lần làm nhiệm vụ, tuy rằng bị ép tồn tại ở cái tổ chức này, nhưng có thể không nằm trong tình huống đoạt lấy mạng người, nàng cực lực tránh qua. Nàng không muốn để cho chính mình mang theo nhiều tội nghiệp. Có điều, người ở trong tổ chức đều biết thân thủ của nàng tương đối tốt, ở trong tổ chức tuyệt đối đứng ở top 5, lần này, tổ chức đối với vật kia liên tục ra quân thất bại, cho nên phái nàng đi ra, bởi vì trước đó đã có được thông tin, hệ thống ở viện nghiên cứu này rất lợi hại mà nàng chính là chuyên tấn công những phương diện này, vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, đến cửa ải cuối cùng, két sắt an toàn được mở ra nàng không hề nghĩ ra bên trong còn có thêm một cửa ải nữa, quá bất ngờ mà nàng cũng lười chạy thoát, trên người mang theo tội nghiệp sống nhiều năm như vậy, cho nên thay vì phải sống trong sự uy hiếp mỗi ngày thì không bằng kết thúc mạng sống tại đây. Kiếp sau, nàng nhất định phải làm chủ cuộc đời của mình, học được cách khiêm tốn ở trong máy tính của nàng tại tổ chức, nàng có làm một văn kiện ẩn dấu riêng, ngoại trừ nàng ra chỉ có một người biết, thời gian được thiết kế là một tháng, nếu như tháng sau nàng không có sửa lại mật mã vậy văn kiện đó sẽ tự động gửi đến một hòm thư văn kiện này chính là bước cuối cùng mà nàng chuẩn bị chính là ở tình huống nào mà nàng chết đi nàng sẽ kéo theo tổ chức này chôn cùng cái tổ chức này đã hại quá nhiều người mỗi người trong đó ai cũng mang theo tội nghiệp nàng rất tự tin ở phương diện này trong tổ chức cũng không ai có thể giỏi hơn nàng trước kia là bởi vì lo lắng sẽ làm liên lụy đến người nhà cho nên những tư liệu trong tay nàng không dám truyền ra bên ngoài, nếu nàng mất, văn kiện này có được truyền ra ngoài cũng không liên lụy đến người nhà, đến lúc đó, nàng hy vọng hoàng gia gia dựa theo ước muốn của nàng, đem đồ mà nàng nhờ chuyển đến cho ba mẹ và em gái, số tiền đó có thể đảm bảo cho ba người họ có được một cuộc sống an vui tới già. 8. Năm, nàng không có can đảm để về nhà, trong tổ chức quy củ chính là như vậy, nàng không muốn đem lại phiền phức cho người nhà để cho mọi người nghĩ rằng nàng đã chết rồi đi, 8 năm qua, nàng không biết mình đã hối hận biết bao nhiêu lần, trước kia kiêu ngạo làm gì, suốt ngày chỉ vì một cái hư danh, còn vì hư danh này mà đắc chí, 17 tuổi tốt nghiệp đại học, là thiên tài trong thiên tài, suốt ngày vì danh tiếng này mà lăn qua lăn lại, đến cuối cùng bị tổ chức để mắt tới, hơn nữa còn khiến cho cha mẹ và em gái thương tâm. Tiếng thở dài kéo tâm hồn đang ở xa của Tịch Tình Nhi trở lại, nàng nhìn sang Hóa ra lúc mẹ mở cửa tủ lạnh ra có một bịch thịt ốc rơi xuống, nếu như Tình Nhi ở nhà, số ốc này chắc cũng không còn, có bao nhiêu đều bị con bé ăn hết, chẳng biết con bé sao lại thích ăn thứ này đến vậy. Cúi đầu hoài niệm, Tịch Tình Nhi nghe thấy những lời đó của mẹ khó có thể chống đỡ được, nhìn mẹ chỉ mới có 50 tuổi, có không ít tóc bạc, đó là vì nàng mà bạc sao? Cửa truyền đến tiếng chìa khóa, Tịch Tình Nhi bay tới cửa, đoán chắc là ba ba chỉ có ba ba mới có thể về nhà vào lúc này, vì ba ba vĩnh viễn không thích đi tham gai mấy cuộc xã giao nhàm chán. Theo lời ba ba nói, ba ba làm kỹ sư, không cần ở trên bàn cơm để bàn việc, lão bà, tôi về rồi đây. Cửa mở ra, một trung niên nho nhã cầm túi công văn đi vào, vừa đổi giày vừa chào hỏi. Đã trở về nha, thiến nhi vậy cũng mau trở lại, ngươi tiên kháng hội TV. Tịch du viễn không thích nói nhiều, đi tới cửa bếp liền dựa vào cửa, nhìn lão bà đang bận rộn, đáng bây giờ trong phòng bếp chỉ có một mình lão bà, không giống như trước đây có hai tiểu quỷ quậy phá bên trong lão bà, nói với Thiến Nhi, đã 23 tuổi đầu, công tác cũng ổn định, nên tìm bạn trai đi, chứ đừng mới tan tầm là chạy thẳng về nhà liền như vậy, chẳng lẽ không có thằng con trai nào cho nó chọn. Tịch phu nhân thở dài, là con bé lo lắng hai người chúng ta ở nhà không có ai để nói chuyện, mỗi lần đều nói phải thay phần chị nó hiếu thuận với chúng ta, Kỳ thực tôi và ông không cần người bồi bên cạnh, nhưng nói nó, nó cũng không nghe. Tịch Du Viễn ngẩng đầu nhìn Trần nhà, không biết con gái lớn đang ở nơi nào, có còn sống hay không, nhất định có chuyện gì đó mà con bé không thể liên lạc với người nhà, lấy tính tình lưu luyến gia đình như con bé không thể đột nhiên mà biến mất như vậy, chắc là gặp chuyện gì đó không giải quyết được, lại sợ liên lụy người nhà. Ba, mẹ, con đã về. Tịch Tình Nhi nhìn người nhà mình rõ ràng khổ sở không gì sánh kịp, lại biểu đạt không được, thân thể cũng không có, chỉ biết khổ sở, ngực đau như cắt, nhưng không cách nào phát tiết ra, nhìn về phía em gái, con bé đã trưởng thành hơn rất nhiều, tiểu quỷ quậy phá ngày trước đã thu liễm lại, là vì nàng biến mất mà buộc phải trưởng thành để trở thành chỗ dựa cho cha mẹ sao. Bay tới trước mặt em gái, muốn xoa mái tóc dài của con bé, lại nhìn bàn tay đang dơ lên, buồn tuổi thả tay xuống, nhìn ba người ngồi vào bàn ăn cơm, vừa kể lại chuyện ngày hôm nay của nhau, Tịch Tình Nhi cũng ở một cái ghế khác, tự lừa mình rằng mình đã trở lại, cứ như vậy, giống như tên trọng mà sống cùng mọi người một thời gian, sau khi biết cha mẹ và em gái đều khỏe mạnh, nàng mới bắt đầu lên kế hoạch tương lai cho mình. Chương 0.3 Giới thiệu 3. Nguồn: Mê truyện audio.com Ba ngày không thể bước ra khỏi cửa, ngày thứ hai về nhà, nàng muốn đi theo em gái đến chỗ làm việc của nó kết quả vừa mới bước ra khỏi cửa bị ánh sáng ban ngày chiếu trúng, khiến nàng thiếu chút nữa hồn phi phách tán, lập tức nghĩ nhanh đến không gian trong vòng ngọc liền đi vào trong đó, đồng thời cũng phát hiện được sự thần kỳ của vòng ngọc, không khí bên trong không gian không biết tên đã chữa trị thương tổn của nàng, giữa một vùng sương mù khi nàng đi vào, chỉ cảm giác thân thể cực kỳ thư. Thái Giống như nàng có một thực thể, về sau phải ở trong này tìm tòi nghiên cứu thêm mới được, nói không chừng còn tìm được thứ hữu dụng nào khác ba mẹ ở đây đã có em gái chiếu cố nàng có thể an tâm rồi nên giờ nàng phải làm gì đây chẳng lẽ đi du lịch khắp nơi như vậy cũng tốt tuy rằng vì làm nhiệm vụ mà nàng đã đi rất nhiều nơi nhưng lúc đó gánh nặng trong lòng rất lớn căn bản không nghĩ đến chuyện đi du ngoạn nơi nào dù sao cũng không có mục tiêu cũng không có việc làm vẫn vài chỗ tham quan xem xem như là đi du lịch đi quỷ đi du lịch có rất nhiều thuận tiện, nhất là tiết kiệm bớt tiền, có điều, nàng phải đi xem thử xem kết cục của mấy người trong tổ chức đó, đã hơn một tháng, phải có động tĩnh rồi đi, nàng đã cung cấp đại chỉ và chứng cứ. Muốn bắt đến bắt người, cũng không khó, đối với chuyện bị ép buộc này, nàng hy vọng bọn họ có thể được mọi người tha thứ, chỉ là, hoàng gia gia nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Bỏ qua thân phận thánh thủ của ông ấy không nói, ông ấy chưa từng làm qua một việc xấu nào, cho nên ông ấy tóc bạc trắng mà bị bắt bắt đến đây là do thủ lĩnh tổ chức thường hay đau nửa đầu, sau khi nghe được danh tiếng của Hoàng Bá Bá, mới lấy ra uy hiếp, đem người bắt đến đây chữa trị cho hắn. Cũng không biết chữa trị làm sao mà tên thủ lĩnh đó bị Hoàng gia chỉnh lại, đem người lúc chữa trị tốt lúc thì chữa không tốt, khiến cho tên thủ lĩnh không nở dết, nhưng không dết trong lòng lại giận, đổi người chữa trị thì càng đau hơn, vì vậy, Hoàng gia gia cứ như vậy mà ở bên cạnh phòng của nàng, bình thường đảm nhiệm việc trị thương cho người làm nhiệm vụ. Đương nhiên cái danh thánh thủ không phải là treo không ở đó, y thuật của ông ấy rất cao, tịch tình nhi qua lại với người hàng xóm này. Nhiều năm, đương nhiên cũng học được sơ sơ, nên không có bệnh nào làm khó được nàng, còn khiến hoàng lão gia tử phải khen thiên phú cực tốt, nếu như điều kiện cho phép, còn muốn thu nàng làm đệ tử, đáng tiếc, việc này không thể xảy ra được nếu như sau chuyện lần này có thể để cho hoàng gia gia được tự do cùng người nhà đoàn tụ mà thủ lĩnh cũng bị bắt thì nàng nghĩ rằng việc làm này rất đáng giá lão nhân gia đó đáng giá cho nàng làm vậy lúc tịch du viễn về đến nhà liền như thường lệ lên tiếng chào lão bà sau đó mở tivi xem tin tức tịch tình nhi thì đứng ở phía sau cha mình giống như khi còn bé ở phía sau ôm cổ ca nhưng đây là chuyện lúc trước khi đó còn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cha mà bây giờ bộ dạng hư hư ảo ảo, tay còn còn xuyên thấu qua, trong tin tức người dẫn chương trình đang thuật lại việc vây phá một tổ chức khủng bố lớn nhất quốc nội hiện nay, trên màn hình là nam nhân đeo mặt nạ nhưng mặt nạ đã được tháo xuống, khuôn mặt trong một thời gian dài không tiếp xúc với mặt trời kia nhìn qua lại rất tuấn tú, không có một chút dữ tợn nào giống như trong tưởng tượng của nàng, tuổi cũng không quá 40, nàng vào tổ chức đã 8 năm, mà tổ chức đã thành lập rất lâu khi nàng vào, vậy hắn thành lập. Tổ chức khi bao nhiêu tuổi? hay là hắn ta tiếp quản từ tay người khác, người dẫn chương trình dùng giọng điệu oán giận nói về tổ chức không có nhân tính này, đem người nhà của những người có năng lực ra uy hiếp họ làm việc cho tổ chức, cho nên vụ nổ của sở nghiên cứu một tháng trước rất có khả năng là kiệt tác của họ, nét nho nhã trên mặt tịch du viễn biến mất, lão bà, mau lại đây, nhanh lên một chút. Tịch phu nhân đi nhanh đến, rất lâu rồi không nhìn thấy cái bộ dạng luống cuốn này của lão công, làm sao vậy? Bà mau xem tivi đi, Mau nhìn. Tịch phu nhân vừa nhìn, sắc mặt càng ngày khó coi, giọng nói cũng khàn khàn, "Lão công, ông nói, ông nói Tình nhi, nó có đúng là Tình nhi không, có đúng hay không?" Tịch Du Viễn vội cầm điện thoại lên hỏi thăm tin tức, trong đầu loạn thành một đoàn, không biết gọi cho người nào mới được, ông là kỹ sư kỹ thuật, cũng không có quan hệ gì với những người tham gia phá án đó, làm sao có thể hỏi được tin tức? Phịch một tiếng cúp điện thoại, hai tay cào tóc mình, tịch thiến nhi vừa mở cửa đi vào nhìn thấy ông như vậy liền hoảng sợ chưa kịp đổi giày đã chạy tới ba ba làm sao vậy không thoải mái ở đâu con đưa ba đi bệnh viện tịch du viễn lắc đầu dùng ngón tay chỉ vào tv ý bảo nàng xem tịch thiến nhi so với mạ nàng còn mẫn cảm hơn không bao lâu liền biết ba mẹ nghĩ đến cái gì chuyện này cũng có thể ai cũng biết chị gái là thiên tài cái tổ chức kia lại thủ với những người tài giỏi để người nhà an toàn chắc chắn chị đã nghe theo bọn người đó làm việc, chết tiệt, chết tiệt, ba, mẹ, hai người đừng lo, để con hỏi thăm xem, nói không chừng. Nói không chừng. Tịch Thiến Nhi không nói được, chính nàng cũng tin rằng chị gái và tổ chức kia có quan hệ, chỉ là không biết chị có bị bắt không, bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y, quỷ quỷ mộng du được edit tại âm dương cung. Cờ hờ một Úc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ. Chương 0.4 Giới thiệu 4 Nguồn Mê truyện audio com Ra khỏi không gian đến sân bay, bay đến chỗ khuất sáng nàng đưa mắt nhìn máy bay cất cánh, tịch tình nhi dù tiếc hận nhưng cũng chỉ đành chúc phúc, sau này khó mà có thể gặp lại được, ba, mẹ, thiến nhi, cả ba phải sống thật tốt không còn chuyện gì nữa, tịch tình nhi cảm thấy cả người mệt mỏi cực kỳ, liền đi vào trong không gian, nàng phải nghỉ ngơi vài ngày mới được, giấc ngủ này, không biết đã bao lâu, chờ đến khi tịch tình nhi tỉnh lại cảm giác thân thể như có thật thầm vui mừng chẳng lẽ mình có thể tu luyện thành người sao có thực thể vậy không phải là nàng có thể xuất hiện trước mặt ba mẹ ý nghĩ vừa động lại cảm thấy đây có phải là mộng không vòng ngọc này biết nàng không thể đứng dưới nắng được cho nên mỗi lần nàng đi ra ngoài vào buổi sáng thường đứng ở nơi có bóng râm cũng không sợ bị ánh nắng gây nguy hiểm duỗi người trong đầu nghĩ đến muốn ra ngoài thì đã thấy chính mình đứng an tĩnh ở trong một góc phòng, bên ngoài trời đã tối đen, trời tối như vậy không biết có gặp phải quỷ không, trong sách đều viết là quỷ thường đi lại vào buổi tối, theo dự định trước đây thì nàng muốn đi du lịch ở vài địa danh nổi tiếng, không biết có phải trở thành quỷ hay không mà giờ nàng không còn hứng thú, ngược lại đến trong chốn thâm sâu cùng cốc này này nàng lại cảm thấy thoải mái tự tại hơn. Vì vậy cũng có nhiều lúc nàng thường bay đến mấy nơi như vậy gặp được rất loài động vật quý hiếm mà ít khi nào có thể thấy được, bọn chúng rất cảnh giác, thường đối với cái thứ không xác định được trên không trung cảnh giác, nhưng khi Tịch Tình Nhi bay xa thì chúng liền dỡ bỏ cảnh giác. Thử vài lần, Tịch Tình Nhi rốt cuộc tin những động vật từ ở phương diện khác mà nói, quả thực vượt qua nhân loại, hôm nay Tịch Tình Nhi thức dậy, bay ra khỏi không gian trong vòng ngọc, tinh thần phấn chấn, theo thói quen nhìn trên trời trước, trời đang mưa nghĩ đến cuộc hành trình của mình lại bị cảnh tượng trước mắt dọa cho giật mình trước khi nàng vào vòng ngọc nghỉ ngơi nơi này rõ ràng là một cánh rừng phủ đầy bóng râm nhưng mà bây giờ cây cối ngã đổ khắp nơi đất đá lõm chõm nhô lên như quái thú mở miệng chỉ có một khả năng rằng nơi này đã chịu một trận động đất tịch tình nhi nhanh chóng bay lên núi nhìn xem cả ngọn núi đều bị tàn phá vậy thị trấn dưới núi sẽ ra thảm trạng như thế nào bay đến thị trấn dưới núi tịch tình nhi thiếu chút nữa còn cho là mình thấy được ngày tận thế nhà cao tầng sập xuống trên mặt đất xuất hiện nhiều hố sâu còn có tiếng khóc của người bị nạn khắp nơi là tiếng chó mèo kêu như là đang tìm chủ nhân có người thì chỉ còn lại nửa thân còn giữ được một chút hơi thở không có cánh tay không có chân hiện trường xảy ra động đất này làm cho người có trái tim sắt đá như tịch tình nhi cũng phải thổn thức thay trong tv trên internet báo chí cũng hay nhắc tới những trận động đất như thế này nếu ở xa thì lực lượng cứu hộ không tới kịp cũng là chuyện thường tịch tình nhi nhìn chung quanh một lần cả con đường bị đất đá chặn lại muốn chạy đến tiếp cứu thì còn phải chờ thêm nữa trước khi họ đến nàng có thể giúp được gì đây bay tới một một cửa hàng vốn là một cửa tiệm tạp hóa nơi này chính là tâm của cơn địa chấn cửa hàng sập xuống từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một đống đổ nát cũng không thấy người đâu hết hay là đã chết bên trong rồi nhưng đối với tịch tình nhi mà nói muốn biết cũng không phải là khó cứ trực tiếp xuyên tường vào xem là xong vương hai tay thử một chút xém chút nữa quên nàng cầm đồ không được làm sao bây giờ nếu có thể đem một ít thức ăn vào trong biết đâu có thể cứu được mấy người còn sống nàng rất muốn dùng phương pháp này để chuộc lại tội lỗi mà nàng đã làm trước kia mặc dù không phải là do nàng tự nguyện thế nhưng những người đó là mất mạng trong tay nàng thử vài lần cũng không được nhớ đến chỗ thần kỳ của vòng ngọc, nhãn tình sáng lên, tịch tình nhi tin rằng cổ vật kỳ lạ này có thể nghe hiểu lời nàng nói, bèn dơ cổ tay lên. Tiểu ngọc, ngươi có thể giúp ta đem tất cả đồ ăn này vào trong không gian được không? Vòng ngọc không có động tĩnh, tịch tình nhi không ngừng cố gắng, ta biết những đồ vật này có thể làm dơ không gian, nhưng chờ ta sau khi làm xong chuyện ta nhất định dọn dẹp sạch sẽ lại cho ngươi, cho nên ngươi giúp ta chuyện này được không? Vẫn là không có động tĩnh, Tịch Tình Nhi không tiếp tục dụ dỗ, không giúp ta chuyện này, ta liền đem ngươi bỏ chỗ nào đó, không cần ngươi nữa. Vòng Ngọc lúc này mới giật mình, phản phất như không tình nguyện rời khỏi cổ tay của Tịch Tình Nhi, khôi phục lại bộ dạng vốn có của mình, rồi bay một vòng phía trên, đem mọi thứ hút vào trong không gian, Tịch Tình Nhi lúc này mới cao hứng tiếp tục đến nhà thứ hai, nàng tin rằng cái không gian này rộng vô cùng này chắc chắn sẽ chứa được hết đồ vật còn sót trên đường, nàng không quản đó là những thứ gì toàn bộ đều để vòng ngọc bay một vòng thu hết một đường càng quét từ đầu đường đến cuối đường nếu bị mọi người nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa cho sợ tại sao trong mấy cửa hàng lại sạch sẽ đến vậy tiểu ngọc quay trở lại đây cảm ơn ngươi tịch tình nhi nhẹ giọng nói cảm ơn còn nữa ta nhất định sẽ không bỏ ngươi đâu có ngươi đi cùng ta mới biết rằng mình không có cô đơn chúng ta hãy dựa vào nhau mà sống đi bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y, Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ. Chương 1 Nguồn Mê truyện audio com Trong mơ mơ màng màng, tịch tình nhi cảm giác mình đang lơ lửng, gió thổi vào người từng cơn, từng cơn mãnh liệt, từ khi trở thành quỷ nàng sớm không còn tri giác rồi, sao bây giờ lại, đầu truyền đến từng trận đau nhức một cảnh rồi một cảnh nát quảng mơ hồ như ký ức xẹt qua, sau đó trong đầu nàng xuất hiện một cảnh phim. Trong một vườn hoa lớn, một cặp vợ chồng dẫn một đôi trai gái đang tản bộ, cậu bé thoạt nhìn còn rất nhỏ, ba người đều đang nhìn tiểu cô nương đang khi thì chạy về phía trước, khi thì dừng lại chạy đến trước mặt đôi phu phụ đó làm nũng, hay là kéo cậu bé kia cùng nhau đi, hoặc nhìn là một nhà bốn người hòa thuận vui vẻ, nhìn kỹ lại đôi phu phụ kia, trên người mang một tia quý khí bức người, hai bên trái phải đều có hạ nhân đang chờ lệnh hình ảnh chuyển qua một đoạn khác là vị phu nhân kia đang nằm trên giường giống như đang ngủ bên cạnh là nam nhân đang phẫn nộ cầm kiếm trên mặt đất xuất hiện rất nhiều cổ thi thể không người nào dám đến gần còn cậu bé kia thì ôm chặt tiểu cô nương ngay ngóc ở trong góc bọn họ cũng không thể đến gần sau đó là cậu bé đó đang chờ xuất phát tiểu cô nương len lén trốn trong góc nhìn theo cậu bé kia sau khi rời đi cũng liền đuổi theo mãi cho đến khi rất xa mới xuất hiện ở trước mặt ca ca khi ca ca nàng còn chưa đuổi nàng trở về thì có người chạy đến truy sát hộ vệ bên cạnh tử vong bọn họ vừa chống đỡ vừa chạy giữa lúc bị truy sát mắt thấy ca ca sẽ bị đâm trúng tiểu cô nương kia nhào ra chặn kiếm mơ hồ nàng nghe được cậu bé kêu tình nhi hóa ra tiểu cô nương này cũng gọi là tình nhi giống như tên của nàng một ít hình ảnh biến mất đầu cũng không còn đau đớn nữa tịch tình nhi thử mở mắt ra quả nhiên là đang chạy trốn vết thương trên lưng hình như đã bôi thuốc chỉ cảm giác được đau nhức mơ hồ nếu như giống như nàng nghĩ vậy là nàng hay tiểu cô nương kia đỡ kiếm cho ca ca nàng đây xem là gì tá thi hoàng hồn sao còn là thân phận là một công chúa tiểu ngọc đâu không có theo nàng đến đây sao lúc đó hình như là vòng ngọc và mảnh ngọc bội kia hào lại làm một rồi nàng mất đi ý thức. Thử giơ cổ tay lên nhìn một chút, nhưng vết thương của nàng không nhẹ, chỉ động một chút thôi liền đau, cảm giác ẩm ướt hình như vết thương vỡ ra rồi. Tình Nhi, muội đã tỉnh. Hù chết hoàng huynh, còn tưởng là muội, giọng nói có chút nghẹn ngào, có lẽ đang nghĩ đến tình huống xấu nhất, Tịch Tình Nhi thở dài, muội muội của ngươi đúng là đã chết rồi, bây giờ ở trong thân thể này là một linh hồn khác, quay đầu lại thấy cậu bé đó đang chạy ngay bên cạnh so với hình ảnh lúc nãy thấy trong đầu bây giờ hình như đã lớn hơn chút ít ta không sao giọng nói nhỏ đến mức như tiếng mèo kêu tịch tình nhi bị giọng nói của mình dọa cho giật mình nam nhân đưa lưng lại đang chạy nói công chúa ngài kiên trì một chút đợi khi tìm được nơi nghỉ ngơi rồi thần sẽ tìm nước cho ngài uống tịch tình nhi ừ một tiếng sau đó nằm trên lưng nam nhân đó không lên tiếng nữa trong lòng thầm gọi tiểu ngọc ngươi ở đâu có ở đây thì bay đến trước mặt ta đi tiểu ngọc ở đây tiểu ngọc ở ngay trước mặt chủ nhân đó hoàn toàn ẩn thân hì hì tiểu ngọc rốt cục đã hoàn chỉnh giọng nói non nớt của trẻ con dọa cho tịch tình nhi giật mình nếu như nàng không trải qua huấn luyện ở tổ chức có lẽ đã sớm sợ đến mức kêu thành tiếng rồi ở trong lòng thầm nói rằng tiểu ngọc ngươi có thể nói chuyện dạ mảnh ngọc bội kia chính là một phần của tiểu ngọc nếu không có nó thì tiểu ngọc không thể hoàn chỉnh được bình thường có thể nghe chủ nhân nói chuyện mà không thể trả lời được là do vậy đấy chủ nhân tiểu ngọc bây giờ không có như trước đây nha bộ dáng bây giờ mới là bộ dáng thật của tiểu ngọc đó giọng nói trẻ con dương dương tự đắc một chút cũng không làm cho người ta thấy bực bội chỉ càng lộ thêm vẻ đáng yêu có điều tiểu ngọc tại sao ngươi lại gọi ta là chủ nhân bởi vì người là người nhân hậu giống như chủ nhân thứ nhất cũng là người đầu tiên xem Tiểu Ngọc là người nhà, đương nhiên chính là chủ nhân của Tiểu Ngọc rồi. Khẩu khí đương nhiên như vậy, làm cho Tịch Tình nhi đổ cả hắc tuyến, lúc đó nàng căn bản chẳng biết mình là người hay quỷ, lại không nói, nếu không có Tiểu Ngọc, nàng đã sớm đi đầu thai rồi, đâu còn hồn phách để có thể quay về thăm cha mẹ. Vậy chủ nhân đầu tiên của ngươi đâu, tại sao không mang ngươi đi theo cùng? Tiểu Ngọc không có nói ngay cả tịch tình nhi cũng cho rằng đây là bí mật không thể nói tiểu ngọc hơi lo lắng mở miệng chỉ là khó nén được sự nức nở tiểu ngọc vốn là ngọc bội đeo trên thắt lưng của chủ nhân chủ nhân nói tiểu ngọc rất đẹp đeo ở thắt lưng là đẹp nhất trong một lần đối chiến với kẻ địch đối phương làm tiểu ngọc bị thương làm tiểu ngọc phân làm hai rơi xuống tinh cầu kia tâm trạng tịch tình nhi có chút thay đổi tiểu ngọc ngươi bây giờ không phải đã khôi phục rồi sao sao không liên lạc với chủ nhân trước đã thử qua, Tiểu Ngọc và chủ nhân là có cảm ứng, ở một khắc kia Tiểu Ngọc khôi phục, chủ nhân khẳng định biết, thế nhưng chủ nhân vẫn không có triệu hoán Tiểu Ngọc. Chúng ta đến đây là bởi vì ngươi khôi phục lại sao? Tiểu Ngọc ừ nhẹ một tiếng, mang theo tâm tình thấp thỏm hỏi. Chủ nhân, người không thích ở đây. Bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của dược y quỷ quỷ mộng du được edit tại âm dương cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ vui vẻ, trong giọng nói của tịch tình nhi dễ dàng nhận ra một tia sợ sệt, quay về nơi đó làm gì ta còn cái gì để mất đâu, ở nơi nào mà chẳng giống nhau, ở đây cũng không sao, sơn thủy hữu tình, không giống như nơi đó xin măng cốt thép dựng đầy. Tiểu Ngọc cũng nhanh chóng hoạt bát lên, ở trong ý thức cười không ngừng với tịch tình nhi, mấy năm qua nó không nói chuyện được, giờ được dịp không cười thỏa thuê sao được. Tiếng cười trẻ con cũng làm cho tâm tình tịch tình nhi tốt lên không ít, ở một nơi xa lạ, cho dù là người có năng lực thích ứng siêu cường cũng phải cần thời gian để thích ứng, cũng may, tịch tình nhi là người thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Chạy đến bên một dòng sông mới dừng lại, từ trong trí nhớ lục lại nàng biết người đang cổng nàng tên là Thì Văn Chi, là thuộc hạ của mẫu thân của thân thể này, độ trung thành tuyệt đối đáng tin, dưới tình huống cả đội hộ vệ tử vong, nếu không có hắn bảo vệ e rằng hai tiểu hài tử này đã sớm mất mạng, ngẩng đầu nhìn chung ly dạ đang cẩn thận ôm nàng, đây là ca ca của thân thể này, nhìn vậy chứ đã ư ư y ba, 14 tuổi, nếu nàng nhớ không lầm thân thể này đã 10 tuổi, thân phận có chút phiền phức. Vì mẫu thân không còn để trấn áp nên những người toan tính tranh đoạt tước vị sai người đuổi theo ám sát họ, tình nhi, làm sao vậy? Không nhớ hoàng huynh sao? Nhìn ánh mắt muội muội có chút kỳ quái, Trung Ly Dạ miễn cưỡng nói đùa, bị đuổi giết nhiều ngày như vậy, không biết phụ hoàng đã nhận tin tức chưa. Nếu phụ hoàng không phái nhiều người đến, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, Tịch Tình nhi nhẹ nhàng lắc đầu, sợ vết thương trên lưng nứt ra nữa nên không có động tác lớn, vết thương trên người ta đã bôi thuốc gì? Tuy không hiểu sao muội muội lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng Trung Ly Dạ cũng trả lời. Là ngưng huyết tán đem theo từ trong cung, hiệu quả rất tốt, làm sao vậy, đau sao? không đau, chỉ muốn hỏi một chút. Tịch tình nhi không dám nói quá nhiều, dù sao nàng là người trưởng thành, không giống như tiểu hài tử, nói nhiều quá sợ rằng bị lộ, cũng may trong đầu chung ly giả bây giờ chỉ suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi truy sát, nào chú ý đến muội muội có biểu hiện khác thường ngày đến vậy, nhận lấy nước thì văn chi đưa tới, tịch tình nhi cũng bắt đầu tự hỏi, lấy kỹ thuật thoát khỏi truy đuổi của nàng cũng không khó, nhưng mà bây giờ nàng đã bị thương không cách nào cử động được, còn có nàng không muốn bị phát hiện chuyện linh hồn thân thể này đã bị đổi làm sao bây giờ nhìn đại hình xung quanh đây là một núi nhỏ không giấu được người đương nhiên cũng không tránh được nguy hiểm tạm thời an toàn nhưng nếu truy binh đuổi đến đem bọn họ vây chết ở chỗ này cũng không khó nếu người dẫn đầu kẻ địch đổi lại là nàng nàng tuyệt đối nắm chắc có thể làm cho ba người không chạy được nhìn sang hai người kia đang nghỉ ngơi tịch tình nhi cắn môi mở miệng nói Hoàng huynh, hình như cũng không phải khó khăn để nói, thì hộ vệ, hai người tin ta không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghi hoặc, tiểu công chúa bình thường được bảo hộ rất nghiêm ngặt, tuy rằng thông minh dị thường, thế nhưng rất đơn thuần, nói thẳng ra là thiên chân khả ái, sao bây giờ lại chẳng qua vẫn tỏ thái độ đương nhiên tin tưởng muội, ngài. Tịch Tình Nhi bất chấp tất cả, dựa vào tình huống bây giờ, bảo toàn tính mạng là trọng yếu, đừng ở đây quá lâu đến núi lớn trước mặt đi chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi hai ngày hai ngày sau vết thương trên lưng cũng sẽ tốt hơn chút trong núi lớn cũng dễ dàng cắt đứt truy binh đang đuổi theo hơn nữa trong núi lớn có thể có dược thảo nàng phải xem xem có loại nào làm thuốc trị thương trên lưng hữu dụng nhất thì văn chi nhìn chung ly dạ chờ quyết định của hắn chung ly dạ suy nghĩ một chút lời muội muội nói cũng hiểu được ở đây quả thật không an toàn đi khôi phục chút thể lực liền đi thì hộ vệ vùng này ngươi có quen thuộc không? Thì Văn Chi gật đầu, có, từ nơi này trở đi có rất nhiều núi nhỏ, thế nhưng nếu là núi lớn thì phải chạy rất xa. Tịch tình nhi nhẹ nhàng gật đầu, vòng quanh những ngọn núi nhỏ này vài chỗ rồi chạy đến núi lớn, kéo dài thời gian để bọn họ không thể bắt được đường đi của chúng ta. Thì Văn Chi nhìn Trung Ly dạ thấy không phản đối, liền đáp. Vâng. Tịch tình nhi cũng không nhắc lại nữa, nhắm mắt giữ sức, tổ chức đã dạy cho nàng một điều rằng, bất kể ở đâu cũng không được giao an toàn của mình cho người khác, bởi vì trên tay họ luôn có một con dao vô hình, không biết lúc nào sẽ đâm vào người nàng. Thử hấp thụ lại linh khí, tự nhiên theo linh hồn mình vào thân thể này, như vậy sau này nàng chỉ cần chăm chỉ tu tập, liền có thể tự bảo vệ mình rồi, dựa theo công pháp ở trong kinh mạch đi vài vòng, linh khí hình như cũng thích ứng của thân thể này, rất nhanh thì ở trong thân thể tạo dựng nền móng tạm thời, tịch tình nhi thử mang theo một tia linh lực đi qua miệng vết thương, quả nhiên hữu dụng, giống như trong tiểu thuyết nói nội công có thể dùng để trị thương, mà nàng càng phải nắm chặt chầm. Chậm dẫn đường, hai người kia còn tưởng rằng nàng đã ngủ, chung ly dạ hạ giọng nói rằng. Thì hộ vệ, núi này có thể có đồ ăn dân giả, ngươi xem có thỏ hay món nào khác có thể ăn không, tình nhi cần có chút đồ ăn để dưỡng thương. Nếu không phải tình nhi phản ứng nhanh, chặn một kiếm kia, thì ngươi bị đâm trúng là hắn, tuy rằng đã bôi thuốc, thế nhưng hô hấp tình nhi đứt quãng, hắn chỉ sợ rằng muội muội bảo bối của hắn sẽ không còn, vậy hắn sẽ hối hận cả đời, thì Văn Chi nhìn sắc mặt trắng bệch của công chúa, đáp. Vâng. Chương 2. Nguồn. Mê truyện audio com Trải qua lần trị thương, cảm giác đã tốt hơn nhiều, vết thương cũng không còn đau nữa, đưa linh khí quay lại gân mạch, từ từ mở mắt ra, tình nhi, thấy tốt hơn không? Thấy nàng tỉnh lại, chung ly dạ vội vàng hỏi, ông quá lâu, nên tay hắn cũng đã mỏi như cả ra, nhưng không dám nhúc nhích, lo lắng sẽ động đến vết thương của tiểu muội tịch tình nhi có chút giật mình, cơn đau này nàng có thể hoàn toàn chịu đựng được, dùng dằn muốn ngồi xuống, chung ly dạ vội vàng đỡ, tình nhi, muội cẩn thận, coi chừng vết thương. Chỉ là bề ngoài có chút dọa người thôi, cũng không nặng đến vậy đâu lời nói dối của tịch tình nhi có chút thiện ý, nếu thực sự không nghiêm trọng thì làm sao nàng có thể xuất hiện ở nơi này, chung ly dạ cũng không có học y nên nghe tịch tình nhi nói như vậy cũng không hoài nghi chút nào, chỉ thờ dài, vậy là tốt rồi, hoàng huynh thiếu chút nữa bị muội hù chết, nếu muội xảy ra chuyện gì, huynh sao giao phó với phụ hoàng và mẫu hậu đây? Mẫu hậu đã mất, giao phó gì nữa, nếu như chúng ta bỏ mạng ở đây, cũng đâu thể giao phó với phụ hoàng giọng nói đầy mỉa mai tịch tình nhi cũng không biết đây là lời nàng muốn nói hay là do ý thức trong thân thể lưu giữ trong thân thể này muốn nói mà dù cũng đã nói ra rồi chung ly dạ sửng sốt hắn chưa từng thấy qua muội muội nói những lời gai góc thế này tình nhi vẫn luôn là hoạt bát khả ái con bé không giống như những huynh đệ muội khác được tiên sinh dạy bảo mà được phụ hoàng và mẫu hậu đích thân dạy bảo sự thông minh của muội muội hắn cũng chỉ nghe chứ chưa thấy cụ thể thế nào chỉ có phụ hoàng mẫu hậu rõ ràng nhất tịch tình nhi sắp xếp lại ngôn ngữ vội sửa lại lời nói hoàng huynh ta không có ý tứ gì khác chỉ muốn nói là chúng ta nhất định phải sống sót chung ly dạ không có hoài nghi chúng ta nhất định sẽ không chết đúng vậy bọn họ nhất định sẽ không chết còn chưa tìm ra được hung thủ sát hại mẫu hậu hắn học nghệ chưa thành sao có thể bỏ mạng ở nơi này thì văn chi đem thịt thỏ nướng lấy xuống để trên lá chắc thành từng khối xin lỗi đại hoàng tử, công chúa, tay nghề của thuộc hạ không tốt." Chung Ly giả dạ biết hắn nói là cái gì, trước lấy một khối thịt đưa đến bên miệng muội muội, nhìn nàng ăn rồi mới lên tiếng. "Thì hộ vệ, không cần phải nói xin lỗi, đâu có ai giỏi toàn diện, hơn nữa, bây giờ đang ở bên ngoài, không cần tay nghề nấu ăn phải ngon đâu, có thể ăn được là tốt rồi." Nói xong, lấy một khối thịt lớn bỏ vào miệng, dùng hành động để chứng minh lời nói của mình rồi cầm lấy hơn nửa con thỏ đưa cho thì hộ vệ ở bên ngoài không cần chú ý này nọ cứ ăn đi thì văn chi cung kính hai tay tiếp nhận ngồi ở một bên ăn tịch tình nhi cẩn thận nhai thịt thỏ đã rất lâu rồi nàng chưa ăn qua thịt thỏ nướng từ khi trở thành quỷ cũng đã năm ba năm rồi nàng đã ăn không ít khói lửa nhân gian nghe chung ly dạ nói thầm khen ngợi nàng có một ca ca tốt thân là một hoàng tử mà có thể nói ra những lời như vậy mặc kệ là thật tâm hay không cũng làm cho người khác động tâm đều rất tốt rốt cuộc người ca ca này vẫn thông minh chung ly dạ xé đùi thịt thỏ ra đúc khối nhỏ cho tình nhi hai người là huynh muội ruột thịt từ nhỏ đã rất thân thiết huống chi lần này tình nhi là vì cứu hắn mà bị thương thành như vậy cho nên hắn càng phải chiếu cố vị muội muội này thấy chung ly dạ còn muốn cho nàng ăn thêm nữa tịch tình nhi lắc đầu no rồi ca 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 ăn đi chung ly dạ không ép nàng nữa cầm bình nước lên đút nàng uống vài hớp, rồi mới tiếp tục ăn, sau đó lại ra bờ sông lấy nước, sau khi thu thập hết thảy rồi nói với Thì Văn Chi. Thì hộ vệ, lưng tình nhi còn bị thương ngươi cổng con bé giúp ta, chúng ta đi thôi. Vâng. Thì Văn Chi ngồi xổm xuống trước mặt tịch tình nhi, được sự giúp đỡ của Trung Ly dạ cẩn thận đem bảo bối đặt lên lưng, tịch tình nhi làm như người bị thương, không có phản đối quyền lợi của mình, liếc mắt nhìn qua vết tích trên mặt đất, miễn cưỡng có thể che giấu được nếu là cao thủ thì rất dễ bị đuổi theo vì vậy nàng cũng đoán được nguyên nhân tại sao nhóm người các nàng bị đuổi theo rồi không sao đã có nàng ở đây chỉ cần hai ngày cho vết thương khép lại nàng tin chắc mình sẽ cắt đứt được truy binh bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của dược y quỷ quỷ mộng du được edit tại âm dương cung chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ vui vẻ hai ngày sau chung ly dạ và thì văn chi dẫn truy binh đi vòng vèo cẩn thận che giấu dấu vết, không hề bị nhóm truy binh đuổi theo, bọn họ bây giờ không có thừa tinh lực để đối đầu với truy binh, còn có người bị thương cần phải chiếu cố, càng không cho phép bị đuổi theo. Tịch Tình Nhi dành phần lớn thời gian nhắm mắt để dẫn linh khí chữa trị vết thương, ở trong mắt hai người là đang ngủ, nên không nghi ngờ đến, buổi tối hai ngày sau, Tịch Tình Nhi tỉnh lại, giơ một cánh tay lên, tốt, vết thương không bị nứt ra rồi, mà miệng vết thương đã dần khép lại rất tốt đồng thời tốc độ khôi phục cũng nhanh. Vỗ nhẹ lưng thì văn chi, dừng một chút, thả ta xuống. Ở thời đại nào, dù hiện đại hay cổ đại, lời chủ tử nói chính là mệnh lệnh, tuy rằng không giải thích được là vì sao, nhưng thì văn chi vẫn dừng lại, chậm chập thả tịch tình nhi xuống đất, đối với nghi hoặc của Trung Ly dạ hắn cũng giải thích. Công chúa bảo thuộc hạ thả người xuống. Trung Ly dạ nhìn muội muội rất có tinh thần, trong lòng cũng vui vẻ, Xem ra không có nguy hiểm đến tính mạng, Tình Nhi, có chuyện gì không? Vết thương lại rách ra sao? Tịch Tình Nhi lắc đầu, trong lúc hai người đang ngây ngốc, từ từ đứng dậy, giơ tay một cái, đá chân, hoàn hảo, không còn đau nhức nữa, vết thương so với trước kia nàng bị cũng chẳng coi vào đâu, không phải đau, Hoàng huynh, thì hộ vệ, đây là nơi nào? Chung Ly Dạ đè xuống kinh nghi trong lòng trả lời. Theo lời muội nói, đang là ngọn núi lớn nhất cách trong núi không còn xa nữa tịch tình nhi gật đầu hai người đi ở phía trước ta đi phía sau đi vào trong là được hai người không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì nghĩ lại với tình hình bây giờ quyết định nghe theo lời nàng đi vào trong núi hơn nữa vốn định là vào trong núi mà chỉ là luôn lo lắng mà quay đầu lại nhìn nàng vài lần lo lắng thân thể của nàng không tốt không có người nào bị thương nặng mà có thể khôi phục lại nhanh như vậy chỉ sợ là nàng cậy mạnh thế nhưng thời gian càng dài bọn họ càng giật mình thân thủ linh hoạt tuyệt đối không giống như của một tiểu hài tử càng không phải nói là một tiểu cô nương bị thương nặng cứ xem như là cao thủ được huấn luyện đặc thù cũng không thể đem dấu vết bọn họ vừa mới đi qua quét sạch lưu loát được đây thật sự muội muội sao tịch tình nhi cũng không có biện pháp nào khác không thể vừa đến nơi này mà mất cái mạng lần nữa nàng thật sự không muốn xuyên không lần hai đâu đem tất cả biện pháp các đuôi đã học được dùng hết nơi nàng từng đi qua bị quét sạch như là chưa có người từng đi qua nơi này, và những nơi bọn họ bước qua cũng như vậy hết, như vậy đi vào trong núi chừng 4, 5 dặm, nàng đã đem phương hướng chuyển sang một nơi khác, làm thay đổi đường đi, cũng vài lần sửa lại phương hướng, tịch tình nhi vừa dừng tay lại liền đặt mông ngồi xuống bất động, lau mồ hồi, đúng là mệt muốn chết, vết thương hình như lại chảy máu. Trung ly dạ vội chạy đến đỡ lấy nàng, đem bình nước để bên miệng nàng, uống một chút. Tịch Tình Nhi uống vội vài hớp nước rồi mới lên tiếng, "Bây giờ hẳn đã an toàn, nghỉ ngơi thật tốt một chút rồi đi tiếp." Khóe miệng Chung Ly Dạ giật giật, còn chưa hỏi gì mà, rốt cuộc ai đã dạy cho muội muội bản lãnh này? Ẩn vệ bên người của phụ hoàng chưa chắc đã có bản lãnh này đâu, biểu tình đó Tịch Tình Nhi đều nhìn thấy cả, bèn rũ mi mắt xuống, nửa năm trước, ở tầng chót của tàn thư các muội tìm thấy một quyển sách, học được ở bên trong, phụ hoàng mẫu hậu cũng không biết trước cứ nói dối đã, hắn có nhớ cũng sẽ không đi hỏi phụ hoàng đâu, rõ ràng là trong lời nói có trăm ngàn chỗ hở, nhưng chung ly dạ cũng không có hỏi nữa, chỉ nói. Được rồi, nghỉ ngơi trước, hoàng huynh xem vết thương của muội đã. Hắc tuyến chảy ra, không biết là có nên cởi y phục không đây, sau nghĩ lại, cũng không sao, nàng nói thế nào cũng chỉ mới có 10 tuổi, ca ca sẽ không làm bẩn sự thuần khiết của nàng đâu, hơn nữa thân thể này còn chưa phát dục, có gì đâu mà nhìn, Chung Ly dạ đem y phục trên người muội muội cởi ra, sau đó để trên đùi mình, sau khi cởi bỏ băng vải nhìn thấy vết thương, quả nhiên chảy máu, y phục cũng bị máu thấm ướt, khẳng định là rất đau, hắn chưa bao giờ biết Tình Nhi có thể chịu đựng được đau. Nhất đến vậy, từ trong tay áo lấy ra một cái khăn lau khô vết máu, sau đó rửa lại vết thương, lại lấy ra một bình ngưng huyết tán, rắc lên vết thương rồi băng bó lại, cẩn thận mặc y phục lại cho muội muội quá trình chỉ nhìn phần trên, sau lưng, cả một quá trình này rất đau, thế nhưng tình nhi không nói tiếng nào, làm hắn hắn kinh ngạc, nếu đổi lại là hắn nhất định là không làm được, cẩn thận để muội muội dựa vào trong ngực mình, nhìn vẻ mặt cắn chặt môi đến chảy máu của muội muội, rất đau lòng, quả nhiên rất đau mà muội muội cố gắng đè xuống. Tình nhi, ngủ một giấc đi, sẽ không đau nữa đau. Ở khoảng cách xa như vậy mà nàng dùng cành cây quét sạch dấu vết, một lúc lại chạy đến sửa lại phương hướng, khẳng định khẳng định mệt mỏi cực kỳ tịch tình nhi mở mắt nhìn một chút hắn như là đang tự hỏi nên tin hay không nên tin người này trong nháy mắt lại nhớ đến nơi này không phải là thế giới kia nam hài này là ca ca của thân thể nàng mượn sẽ không có nguy hiểm tự cười dẻo thật đúng là trong gà hóa quốc a con người mà quả nhiên không nên làm quá nhiều chuyện xấu không lại cắn rứt lương tâm cả đời mùi ngủ một lát ừ an tâm ngủ đi rốt cuộc là không an tâm Tịch tình nhi ở trong lòng gọi Tiểu Ngọc, chủ nhân, Tiểu Ngọc ở chỗ này. Tiểu Ngọc, ngươi có thể đưa ta tiến vào nhà ngươi được không? Bây giờ bọn họ dùng từ nhà này để gọi không gian, mà không phải là gọi không gian huyền huyễn, đương nhiên có thể à, tùy thời đều có thể. Một lát nữa nếu người bên cạnh ta có dị động gì, ngươi lập tức đưa ta vào nhà ngươi. Hì hì, được, Tiểu Ngọc nhất định sẽ làm, có điều, chủ nhân, hai ngày này sao người không vào bên trong tìm tiểu ngọc vậy tiểu ngọc sợ quấy rối người luyện công nên không dám gọi người chủ nhân trước kia đã dạy lúc luyện công mà ta quấy phá có thể khiến chủ nhân tẩu hỏa nhập ma tịch tình nhi cũng đau đầu tiểu ngọc ta bây giờ không phải là quỷ hồn thế nào có thể vào nhà ngươi a à? chủ nhân ngốc đương nhiên là có thể chứ người dùng thần thức của mình là có thể thấy nhà của tiểu ngọc thì cũng có thể bước vào chỉ cần người muốn Tùy thời có thể dùng thân thể vào đây Bị một khối ngọc cấp khinh bỉ Tịch tình nhi không chịu bị khinh bỉ Chúng ta làm sao mà có thần thức này Không có khả năng Mỗi người đều có Đây là chủ nhân trước kia nói mà Tiểu ngọc nói như đinh chém cột Chương 3 Nguồn Mê truyện audio.com Tịch tình nhi suy nghĩ một chút Ý ngươi là tinh thần lực đúng không Tinh thần lực Không biết chủ nhân thử nhìn xem chỉ cần dùng tinh thần lực mà chủ nhân nói mà nhìn vào bên trong tiểu ngọc thử đi khẩu khí của tiểu ngọc không có khẳng định lắm tịch tình nhi không có nghĩ nhiều đến vậy ở trong lòng thầm nhớ lại không gian trong ngọc bội quả nhiên rất nhanh nhìn thấy không gian bên trong tiểu ngọc có điều tiểu ngọc đây thật sự là không gian bên trong của ngươi sao như thế nào không giống lúc trước vậy không gian vốn không có một bóng người nay lại xuất hiện một đứa bé trai phấn đô đô hoặc nhìn chỉ có ba bốn tuổi vô cùng khả ái ngươi là tiểu ngọc là tiểu ngọc chủ nhân thật ngốc nơi này là nhà của tiểu ngọc đương nhiên ta chính là tiểu ngọc tiểu ngọc bay tới trước mặt tịch tình nhi từ trên cao nhìn thẳng vào nàng xem ra việc bay theo nàng trong hai năm nàng làm quỷ đã thành thói quen của nó rồi nơi này chính là nhà của tiểu ngọc trước đây là do tiểu ngọc chưa có hoàn chỉnh bây giờ đã hoàn chỉnh nên nơi này mới khôi phục lại như cũ tịch tình nhi vương hai tay ông lấy tiểu ngọc mềm rất có xúc cảm trên thực tế cả hai đều là ý thức nên ôm như vậy không có gì mà khó hiểu hết hai năm nay trong không gian luôn có sương mù vây quanh vốn không thấy rõ được gì giờ sương mù tan hết nàng cảm giác được không gian này rất là lớn liếc mắt cũng không thấy điểm dừng cách d 1 o không xa có một tòa cung điện tiểu ngọc hào hứng chỉ tòa cung điện đó chủ nhân đó là nhà của tiểu ngọc là dựa theo cung điện của chủ nhân trước mà xây rất đẹp nha tịch tình nhi hơi xuất thần vì chủ nhân trong miệng tiểu ngọc nói không phải là nàng mà là người trước nàng hắn là tiền chủ nhân tiểu ngọc ngươi là con trai hay con gái vậy tiểu ngọc trợn mắt trừng nàng che đi cái xấu hổ không thể thấy tiểu ngọc đương nhiên là con trai rồi chủ nhân thật ngốc như vậy mà cũng không có nhìn ra được tịch tình nhi như mèo xù lông chủ nhân chỉ muốn đồ ngươi mà thôi ta đương nhiên biết tiểu ngọc là con trai rồi tiểu ngọc không phải muốn dẫn ta đến nhà của ngươi sao Nói đến đây, Tiểu Ngọc lập tức tự đã quên chuyện vừa rồi, hưng phấn kéo ống tay áo của nàng, đúng vậy, đến nhà của Tiểu Ngọc, nhà Tiểu Ngọc rất đẹp. Từ xa nhìn thấy thì không có gì đặc biệt, nhưng khi đến mới chân chính biết được, cung điện này rất lớn, rất khí thế, mở rộng cửa chính đi vào, Tịch Tình Nhi chỉ có hai loại cảm giác, một là linh khí cực kỳ nhiều, hai là nơi này quá lạnh. Dạo qua một vòng, rồi xoa xoa mặt của Tiểu Ngọc, cung điện này dùng cái gì để xây thế? tiểu ngọc cười hắc hắc không ngừng đều dùng linh ngọc để xây đó chủ nhân trước còn đem rất nhiều đồ vật khác ném vào đây cho tiểu ngọc tha hồ dùng càng ngày càng nhiều thứ tiểu ngọc rất thích cung điện do chủ nhân trước xây lắm đó tiểu ngọc không thể ra ngoài cho nên mới xây giống cung điện bên ngoài chủ nhân trước mỗi khi có thời gian đều vào đây bồi tiểu ngọc được rồi chủ nhân bên trong có rất nhiều thứ tiểu ngọc dẫn chủ nhân đi xem tất cả đều là bảo bối mà chủ nhân trước bỏ vào Tịch Tình Nhi đương nhiên biết Tiểu Ngọc nói chủ nhân nào rồi, nói chung, người đó đối với nó rất tốt, còn cho nó nhiều đồ, lúc rảnh sẽ vào đây bồi nó chỉ có thể là chủ nhân trước, đồng thời cũng là người cứu mạng của nó, cho nên mấy món đồ này không cái nào không dùng được, vị tiền chủ nhân này hẳn là một người rất có năng lực nên mới ném nó đến nơi này. Theo ngón tay Tiểu Ngọc chỉ, Tịch Tình Nhi đẩy cửa của một gian phòng, đây là phòng của Tiểu Ngọc, những thứ kia đều là của Tiểu Ngọc, cũng là của chủ nhân nếu chủ nhân thích thì cứ việc lấy. Nàng nhịn không được sờ mặt tiểu ngọc, thằng bé này là một đứa nhỏ tịch mịch, khó có thể thấy người nào lại đi dùng bảo bối của mình để giữ người khác lại chơi đùa với mình, gọi ta là tỷ tỷ, đừng có gọi chủ nhân nữa. Tiểu ngọc chớp mắt nhìn tịch tình nhi, tỷ tỷ. Hắn biết, thế nhưng, tiểu ngọc không phải là đệ đệ của chủ nhân, không phải con người luôn nói có quan hệ huyết thống mới gọi là huynh đệ tỷ muội sao. Lưu lạc nhân gian mấy năm, Hắn học không ít thứ, cái hiểu cái không, Tịch Tình Nhi lại nói: "Tuy rằng chúng ta không có quan hệ máu mủ, thế nhưng ở thế giới này ta chỉ quen biết có Tiểu Ngọc thôi, Tiểu Ngọc không phải chỉ có quen biết một mình ta ư? Tiểu Ngọc xem, quan hệ giữa hai chúng ta tốt như vậy, ngươi lại không có thân nhân, ta cũng không có thân nhân, sau khi làm tỷ đệ, chúng ta lại là thân nhân của nhau, tỷ đệ thắt máu mủ có gì không tốt sao?" Nghi hoặc trong mắt Tiểu Ngọc biến mất, chỉ còn lại ánh sáng quang mang có thể ư, thế nhưng Tiểu Ngọc không phải là người, Tiểu Ngọc chỉ là một khối linh ngọc tu thành ý thức, không thể ra ngoài được. Nhìn mặt thằng bé có chút ảm đạm, Tịch Tình Nhi không tự chủ đem nó ôm chặt lấy, không quan hệ a, à, ta có thể vào đây bồi Tiểu Ngọc mà, lúc bình thường tỷ tỷ không có luyện công, Tiểu Ngọc có thể tùy thời tim tỷ nói chuyện. Hai người lúc này thành tỷ đệ nên chuyển ngôi xưng hô nhé, thật vậy chăng? Đệ có thể làm đệ đệ của chủ nhân đúng vậy sau này đừng có gọi là chủ nhân nữa gọi tỷ tỷ nào tịch tình nhi cảm giác mình đây là đang dụ dỗ con nít còn phi thường đắc ý nữa chứ tỷ tỷ tiểu ngọc cười con mắt cực kỳ vui sướng đúng rồi sau này đều gọi vậy đi tiểu ngọc giới thiệu cho tỷ bảo bối của tiểu ngọc đi nào đặt tiểu ngọc xuống đất để nó có thể chạy tịch tình nhi tìm một cái ghế ngồi xuống Ung Dung chờ đệ đệ mới nhận đưa bảo bối đến cho mình xem, Tiểu Ngọc cảm giác mình trước nay chưa bao giờ có lúc hài lòng như thế, so với chủ nhân trước luôn cho nó bảo bối nó càng cảm thấy hài lòng hơn, so với chủ nhân trước luôn gọi nó là bảo bối càng hài lòng hơn, thật tốt, nó có thân nhân rồi, bò lên cái giường lớn, từ bên trong giường nó lôi ra một cái hộp lớn hơn cả người mình, đẩy đến trước mặt Tịch Tình. "Nhi chủ, không phải, tỷ tỷ, đây là bảo bối mà Tiểu Ngọc thích nhất." Mở hộp ra, Bên trong đều là ngọc, hình dạng khác nhau đều có. Nếu tịch tình nhi không có hiểu biết cũng biết đống ngọc này đều là cực phẩm ngọc. Nếu không có tiền chỉ cần bảo tiểu ngọc cho một mảnh đem bán cũng đủ sống hết ba đời, tỷ tỷ không vui sao? Tiểu ngọc thấy tỷ tỷ không có bộ dáng vui vẻ, nghèo đầu hỏi. Bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của dược y quỷ quỷ mộng du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ vui vẻ, bộ dạng khả ái như thế khiến Tịch Tình Nhi nhịn không được nhéo má, đương nhiên là thích, nhưng mấy món đồ này là bảo bối của Tiểu Ngọc, tỷ tỷ đương nhiên không thể lấy. Thế nhưng tỷ là tỷ tỷ của Tiểu Ngọc mà. Tiểu Ngọc nóng nảy, nhét một mảnh ngọc vào tay Tịch Tình Nhi, hy vọng có thể đổi lấy niềm vui từ tỷ tỷ, Tịch Tình Nhi ôm Tiểu Ngọc ngồi lên chân mình, Tiểu Ngọc không có quên là tỷ đang dùng tinh thần lực để đi vào đây chứ thân thể còn đang ở ngoài kia, ở đó còn có người khác, không thể có một món đồ lạ đột nhiên xuất hiện trong tay được. Tiểu Ngọc nghĩ thấy cũng phải, như vậy lúc nào tỷ tỷ cần, có thể tùy thời gọi Tiểu Ngọc. Được. Nhìn gian phòng lớn này, làm cho tâm nàng cảm thấy lạnh, Tiểu Ngọc, chỉ có một phòng này sao? Kinh bị liếc nhìn tỷ tỷ mới nhận, Tiểu Ngọc biểu môi, dĩ nhiên là không phải, đây là phòng của Tiểu Ngọc, còn rất nhiều phòng trống khác, ở đây chỉ có một mình Tiểu Ngọc, không giống cung điện của chủ nhân trước, có thật nhiều người. Trầm mặt nhìn Tiểu Ngọc, tịch tình nhi đứng dậy, đi thôi, dẫn tỷ tỷ đi tham quan nào. Hảo, Tiểu Ngọc dẫn tỷ tỷ đi xem những vật chủ nhân trước lưu lại, Tiểu Ngọc đều bỏ vào trong bảo thất. Tịch tình nhi sờ đầu đứa nhỏ, đứa nhỏ này thật khiến cho người ta phải đau lòng, còn nhỏ như vậy, sao nó có thể chịu được, còn rất nhiều gian phòng, có một gian phòng rất lớn, vừa nhìn là biết đây là phòng ngủ chính, Tiểu Ngọc giới thiệu. Đây là phòng ngủ của chủ nhân trước, được thiết kế giống phòng ngủ bên ngoài của chủ nhân. Tịch tình nhi không có hứng thú lớn với mấy thứ này, nhưng đối với bảo thất Tiểu Ngọc cất giữ bảo bối thì cảm thấy hứng thú vô cùng. Có điều khi nhìn thấy bộ dạng liếu lo không ngừng của Tiểu Ngọc, cũng đi theo nó dạo qua một gian rồi một gian, cho đến khi đi đến một gian phòng, nơi này chính là bảo thất để cất giữ bảo bối. Đẩy cửa ra, Tịch tình nhi theo bản năng nhắm mắt lại, hào quang vạn trượng chính là hình dung cho cảnh tượng này sao? Gian phòng này rất lớn, là căn phòng rộng nhất, trong lúc nhất thời tịch tình nhi không biết nên đưa mắt nhìn vào đâu, chỗ này đều để bảo vật. Có cái dùng hộp để đựng, có cái thì đặt lung tung, còn có những cuốn sách bị mở ra nửa chừng, trên mặt đất lăn đầy viên tròn, chắc là dạ Minh Châu, Tiểu Ngọc, đã bao lâu rồi để không sắp xếp lại nơi này? Tiểu Ngọc giống như giận dỗi nhìn mọi vật trong phòng đều bay tứ tung, sau khi linh thể của Tiểu Ngọc bị thương, lúc đầu mỗi khi nhàm chán đệ sẽ tốn chút linh lực sắp xếp lại, sau chủ nhân trước qua một thời gian không tìm Tiểu Ngọc, nhất định là không cần Tiểu Ngọc nữa, những thứ này đều là bảo bối của chủ nhân, không phải của Tiểu Ngọc. Cho nên Tiểu Ngọc không cần giúp chủ nhân trước sắp xếp lại, rõ ràng là vì tức giận, tưởng rằng bị người bên cạnh bỏ rơi mình, nên Tiểu Ngọc mới thương tâm. Ngoan, không sao, tỷ tỷ vĩnh viễn không bỏ rơi tiểu ngọc tiểu ngọc quay đầu lại nhìn nàng sau đó mỉm cười ngọt ngào hảo tiểu ngọc cũng sẽ không rời xa tỷ tỷ tịch tình nhi trêu ghẹo nói vậy nếu đệ tìm được chủ nhân thì sao tiểu ngọc cân nhắc một chút thử thăm dò có thể đem những bảo bối này trả lại cho chủ nhân rồi bảo chủ nhân đem tiểu ngọc cho tỷ như vậy tiểu ngọc không phải có thể đi theo tỷ tỷ tịch tình như thế nào cũng không nghĩ đến đáp án sẽ là như vậy, sửng sốt một hồi, nhưng lại khiến cho Tiểu Ngọc hiểu lầm, lẽ nào tỷ tỷ nghĩ bảo bối còn quan trọng hơn so với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc không phải là bảo bối ư, còn kém hôn thứ đồ nào khác à. Thấy Tiểu Ngọc chu miệng nhỏ lên, tịch tình nhi biết nó đang nghĩ gì, nhanh ngồi sổn xuống ôm nó lại, tỷ đương nhiên không bỏ Tiểu Ngọc rồi, tỷ tỷ mới vừa rồi là kinh ngạc, còn tưởng rằng Tiểu Ngọc sẽ chọn theo chủ nhân trước chứ. Tiểu Ngọc đỏ mặt, chủ nhân có nhiều người theo cùng, không có tiểu Ngọc cũng không sao, thế nhưng tỷ tỷ mới vừa nói chỉ có một mình tiểu Ngọc a, à, cho nên tiểu Ngọc phải bồi tỷ tỷ, hôn lên khuôn mặt nhỏ vài cái, Tịch Tình Nhi hiếm khi nở nụ cười, thật ngoan, mấy món đồ kia chúng ta sẽ không động đến, chờ ngày nào đó chủ nhân tìm được tiểu Ngọc, chúng ta liền đem mấy thứ này trả cho hắn, có điều trước đó, tiểu Ngọc, đệ nên sửa sang lại nơi này đi, loạn quá rồi. Tiểu Ngọc le lưỡi, đã biết tịch tình nhi nghĩ tới một chuyện, tiểu ngọc, mấy món đồ tỉ ném vào đây đâu. Tiểu ngọc suy nghĩ một chút, thực vật thì ném ra ngoài, còn dư lại, đang ở chỗ khác đi. Chỗ khác. Mặt tiểu ngọc đỏ lên, giọng nói nhỏ rất nhiều, lo lắng nói, cái kia. Để cho rằng tỷ tỷ bỏ, nên ném ở nơi đầy bụi bặm. Tịch tình nhi đổ đầy hát tuyến, nhưng lại luyến tiếc không dám trách cứ, dẫn tỷ tỷ đi xem, có thể có mấy món dùng được cho thế giới này chương 4 Nguồn Mê truyện audio com Tiểu Ngọc biết mình đã gây họa, liền nắm tay tỷ tỷ đến chỗ bụi bặm mà nó nói, tình huống so với trong tưởng tượng của tịch tình nhi thì tốt hơn nhiều. Tiểu Ngọc nói nơi bụi bặm để vứt bỏ đồ không cần đó chính là một đống bảo bối, là bảo bối trong bảo bối nha, đó chính là vật liệu còn dư lại khi xây dựng cung điện, chính là Linh Ngọc, đó không phải là bảo bối ư, nàng đi lại trong cung điện một lúc, đã cảm thấy linh lực ngày càng tiến bộ, nếu đem mấy thứ này ra ngoài, chắc chắn cả thế giới sẽ điên đảo, thậm chí còn dẫn đến chiến tranh nữa. Ngoài ra còn có vài hạt châu mà Tiểu Ngọc không thích nám vào đó, ở trong mắt nó thì đây là rác rưởi. Thảo nào lại nói chỗ này là nơi để đồ vứt đi, chỉ khi nào Tiểu Ngọc biến mất, thì mấy thứ này ngay cả tư cách làm đồ vứt đi cũng không có, vì nó cũng biến mất theo Tiểu Ngọc. Mấy thứ này rất hữu dụng với tỷ, để có thể gom nó để một chỗ giúp tỷ được không? Trong cung điện có rất nhiều phòng, vậy lấy một gian phòng cũng không sao phải không? Tiểu Ngọc rõ ràng không nguyện ý, mấy thứ này đều là phế thải, tại sao tỷ tỷ lại muốn giữ lại chúng? Có điều lời tỷ tỷ nói thì phải nghe, hảo, Tiểu Ngọc sẽ đem đống đồ này để ở ở một góc bảo thất vậy. Ý tứ là, đống đồ này cùng bảo bối trong bảo thất đều giống nhau, là phế phẩm, Tịch Tình Nhi không nói gì chỉ nhìn trời, không sao, chỉ cần để vui vẻ là được. Sau khi dời đống đồ này đi xong, Tịch Tình Nhi không có nhờ Tiểu Ngọc sắp xếp lại, mấy thứ này sắp xếp làm sao, nó không cần biết, chẳng bằng chính cô tự làm, vừa lúc tìm hiểu một chút, may ra còn tìm được món gì đem từ thời hiện đại về, mấy món đồ này giống như là đồ cưới, có lẽ là đưa từ bên ngoài vào, nhìn không khác mấy. Tịch Tình Nhi hỏi Tiểu Ngọc, tỷ vào đây đã bao lâu rồi? Bốn canh giờ, 8 tiếng đồng hồ. Lâu như vậy, mình còn không có ngủ được linh khí bồi dưỡng lâu như vậy, so với ngủ càng khỏe hơn, tiểu ngọc, tỷ tỷ đi ra ngoài, để hãy đem bảo thất này sắp xếp lại, nếu như nhàm chán thì hãy làm như lời tỷ nói. Hảo, tỷ tỷ sẽ thường xuyên đến bồi tiểu ngọc chứ. Như vậy, hắn sẽ không cảm thấy cô đơn, ở đây, không có ai để chơi, gần đây có thể sẽ không thường xuyên được, chờ sau khi tỷ tìm chỗ an toàn rồi, nhất định sẽ thường xuyên vào đây bồi tiểu ngọc, có được hay không? nếu từ hoàng cung đi ra nàng không có ý định trở về đó cho dù là trốn bọn họ cũng phải tìm nơi để ẩn náu cái đã bọn người ở hoàng cung đâu phải là kẻ ngu ngốc đâu nàng nhất định sẽ không ngu ngốc quay về cái nơi mà xem mạng người như cỏ rác đó khẳng định sẽ không có ngày nào an bình ai biết nàng bây giờ có thể thấy thứ đó quỷ nữa không hơn hai năm làm quỷ nàng thường hay trộn nhìn cảnh sinh hoạt thường ngày của người ta vừa thay đổi thân phận lại trong lòng nàng luôn cảm giác mình bị ai đó theo dõi, cho nên, không thể quay lại hoàng cung được, tiểu ngọc hiểu chuyện gật đầu, đã biết, tiểu ngọc cũng không ép tỷ tỷ. Ngoan, tỷ tỷ đi ra ngoài trước. Dạ, thu lại toàn bộ tinh thần lực, tịch tình nhi cẩn thận kiểm tra lại người mình, quả nhiên, cái nàng kia của tiểu ngọc thật không đơn giản, ở bên trong một buổi tối nghỉ ngơi không chỉ mệt mỏi tiêu tán, thể lực và linh lực đều tiến bộ, thật tốt quá, tình nhi, muội đã tỉnh, nào, ăn chút gì đi. Chung ly dạ đem đùi gà đến cho nàng, còn cầm theo một cái bình nước, tịch tình nhi uống trước mấy ngụm nước, rồi mới cầm lấy đùi gà gặm, mấy ngày nay ăn quả dại, cho dù tay nghề của Thì Văn Chi rất thường, nhưng nàng cũng không vì thế mà ghét bỏ, Hoàng Huynh, chúng ta có đến chỗ đó không? Chung ly dạ suy nghĩ một chút, vốn dĩ là nên đi, nhưng bây giờ thì không nên, nếu đường đi nước bước của chúng ta đã bị bọn họ phát hiện, cho dù chúng ta có đi đến cũng chỉ là tự mình xa vào lưới. Tịch tình nhi gật đầu, đây chính là điều mà nàng lo lắng, dù sao những người đó đâu phải là kẻ ngốc, tìm không được người đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến việc chặn đường kiểm tra, bọn họ có lẽ nghĩ rằng hài tử trong cung không có thế lực ủng hộ thì không thể làm được việc gì đi. Nhưng bọn họ đã quên một điều rằng, nơi tàn khốc nhất trên thế giới này chính là hoàng cung mà hai huynh muội nàng trốn ra đi đâu tịch tình nhi còn chưa quên cơ thể này chỉ mới có 10 tuổi, phải có biểu hiện ỷ lại, chung ly dạ cũng không có nói đến nơi ban đầu định đến, chỉ nhìn muội muội trải qua chuyện hôm nay, hắn đã sớm không xem nàng là đứa trẻ không hiểu chuyện nữa, tình nhi, muội nói đi. Tịch tình nhi liếc nhìn chung quanh, trong mắt chỉ toàn cây và cây, từ nơi này ra khỏi khu rừng, rồi xem lúc đó nên đi nơi nào. Đi, cứ quyết định như vậy, muội nghỉ ngơi cho tốt rồi xuất phát muội không sao. Tịch tình nhi đứng lên, vỗ áo bị dính bẩn, chuẩn bị bước đi, chung ly dạ kéo nàng lại, vết thương trên người muội còn chưa khép lại, để cho thì hộ vệ cổng muội đi, tránh để vết thương rách ra. Bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y, quỷ quỷ mộng du được edit tại âm dương cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ vui vẻ, tịch tình nhi cũng không cậy mạnh nữa, nghe lời để cho thì văn chi cổng trên lưng, nàng cũng có thể tiếp tục trị thương hoặc bồi tiểu ngọc nói chuyện, dù sao ngọn núi này phải đi hết 4 ngày mới ra được, cho nên không có tiếp tục đi vào trong núi mà đi ra, ai mà biết bên trong núi có gì không, cũng không núi này tên gì. Phải có người dẫn đường mới hiểu được thì Văn Chi đi dò đường trước, xác định không có địch nhân đuổi theo mới trở về tụ họp, đại hoàng tử, công chúa, nơi này là Thanh Châu, địa bàn của Tiết Thành Nhân, phụ thân lệ phi nương nương, không thể lưu lại được. Tịch tình nhi hiểu, đây chính là dính đến cung đấu nếu như nàng nhớ không nhầm thì lệ phi có một hoàng tử đứng hàng thứ ba hoàng hậu chết khẳng định đám phi tần hậu cung không thể thoát khỏi liên quan chỉ là không biết là do người nào chủ mưu mà lệ phi này chính là một trong những người khả nghi nhất nếu cứ ở đây chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết tiếp tục đi về phía trước là đất phong của ai tịch tình nhi hỏi nghe bọn hắn nói chuyện không phải là các chư hầu này bị phân chia nhiều nơi sao như vậy quyền lực phía trên không có bị suy yếu. Không ngờ quốc gia này lại đặc biệt đến vậy, mấy năm nay các chư hầu đều phân chia quyền lợi cho nhau, vị phụ thân hoàng đế kia hình như cũng nhức đầu vì vấn đề này, Chung Ly Dạ không chậm trễ chút nào trả lời. Là Lương Châu, đất phong của vạn hầu tướng quân, ông ấy có thể tin được, chúng ta phải đến chỗ ông ấy. Không phải là đến chỗ ông ấy, mà là chúng ta trốn trên địa bàn của ông ấy thôi." Tịch Tình Nhi nói, mắt đen không nhìn hắn làm cho hắn phải suy nghĩ ai cũng có thể phản bội cũng không thể đoán trước điều gì nếu trước đây chính là sự tin tưởng tuyệt đối thì bây giờ cũng chưa chắc tin tưởng được trong lòng chung ly dạ dâng lên cơn sóng to mẫu hậu đã chết trước đây người nói không thể quá tin tưởng người khác không ngờ hắn bây giờ không thể nhìn rõ được bằng tình nhi tình nhi nói đúng bây giờ chúng ta không thể tin tưởng người nào hết đi thôi theo hướng này đi xuyên qua núi như vậy mới không bị phát hiện ba người không nó, y một đường đi nhanh, thì Văn Chi hình như rất có kinh nghiệm, đi nhanh như vậy cũng không có làm cho tịch tình nhi cảm thấy khó chịu, đến lúc nghỉ ngơi, tịch tình nhi vừa ăn vừa hỏi chung ly dạ, lúc còn ở trong hoàng cung do được nuông chiều, nên cả hai ăn cơm rất đúng giờ, trong lúc ăn hắn không có thói quen nói chuyện, Hoàng Huynh, đất phong của nhà mẹ để mẫu hậu ở đâu vậy? Trung Ly Dạ đang ăn nghe vậy dừng lại động tác trên tay, không nghĩ tới muội muội hội hỏi cái này nhà ngoại công ở Kinh Thành, ngoại công làm quan trên Kinh, nhâm ngự sử đại phu, bình thường rất khiêm tốn, hai cậu đối với triều chính không có hứng thú, chỉ làm chức quan nhàn, cho nên, lần này không thể giúp chúng ta được. Tịch tình nhi chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, cũng không có ý gì, lục tìm trong trí nhớ lục lại mấy người làm quan trong gia tộc, bất luận người nào làm quan đều biết mình biết ta. Khiêm tốn mới tốt, sẽ không bị nắm nhược điểm, hoàng huynh, không nên dính líu cùng ngoại công, tự chúng ta ứng phó là được rồi. Nếu không có thế lực lớn thì không bằng trước bảo toàn tính mạng, không thể đem chiếc thuyền đục lỗ được, nếu như thuyền chìm, không ai có thể chạy không được Chung Ly Tình không nói nữa, tiếp tục ăn, chỉ là rau xanh không có vị gì, hắn cũng không nói nên lời nổi, cũng may bọn họ ngay từ đầu đi ra ngoài, rất nhanh đã đến gần biên giới, ở trong núi chừng 10 ngày, rốt cuộc mới có nơi làm cho Tịch Tình nhi hài lòng, nơi này đi. Chung Ly Dạ nhìn chung quanh, nơi này quả thật không tệ, đằng sau dựa núi, phía trước cách đó không xa là một mảng rừng trúc cản trở tầm nhìn, ở giữa bọn họ là bốn mẫu đất trống, xây nhà ở giữa thiên nhiên đúng là không gì tốt bằng, nơi này quả thật không tệ, có điều chỉ hơi hoang vu, trước không có thôn, sau không có điếm, cũng không có ai ở. Tịch tình nhi đứng ngay người tại một chỗ, có ý tứ muốn ăn vạ, nàng thích nơi này, rất thích hợp để ẩn cư, như vậy mới tốt, không có chuyện gì sẽ không vô cớ bị thương thì văn chi đứng ở một bên lẳng lặng nghe đối với lời nói kinh người của công chúa mấy ngày nay đã sớm thành thói quen đối với hắn tvc rồi từ giật mình đến tiếp thu thích ứng rất nhanh chung ly dạ thấy tình nhi thực sự rất thích nơi này không để ý những thứ khác nữa vậy được rồi chúng ta ở nơi này vậy có điều phải xây nhà ở hẳn phải làm chút giấy tờ chúng ta không thể tự nhiên làm được phải tìm người trên trấn đến đã trước đó chúng ta phải tìm chỗ đặt chân tịch tình nhi nhìn sắc trời một chút, đứng lên, đi thôi, trên trấn ắt là có khách điếm, chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt đã. Trấn trên cách nơi này cũng không phải rất xa, chỉ có mười mấy dặm, hai người đều có võ, tuy rằng thì văn chi còn phải cổng nàng, nhưng không mất nhiều thời gian đã đến, thôn trấn không lớn, chỗ này vốn rất xa, thỉnh thoảng mới lữ khách đặt chân đến đây, cho nên khách điếm này vẫn phải có. Nhìn ba người không thể nói là tốt, quần áo bởi vì đi trong rừng nhiều ngày nên bị rách vài chỗ tóc tai rối bời trên mặt cũng không phải là bẩn lắm có điều trước khi đến đây tịch tình nhi tận lực ở trên mặt mấy người bôi bẩn lão bản khách điếm thấy hai người còn tưởng cả ba gặp phải cướp còn cõng một đứa nhỏ trên lưng vội vã đưa cả ba đến căn phòng tốt đem đồ ăn và nước nóng lên cho cả ba chung ly dạ vô thức sờ túi tiền bên hông động tác bị tịch tình nhi nhìn thấy vội nói lão bản chúng ta lúc đi đến đây chỉ còn chút tiền yên tâm, tuyệt đối sẽ không ở chùa. Lão bản là người sản khoái, không sao hết, các ngươi gặp phải chuyện như vậy, trước nghỉ ngơi cho thật tốt. Chương 5 Nguồn Mê truyện audio com Mãi cho đến khi không nghe thấy tiếng bước chân của lão bản nữa, chung ly dạ nhíu mày nói. Thì hộ vệ, tình nhi, trên người cả hai có tiền sao? Tất cả ngân lượng trên người ta đều không thấy, có thể là rơi trên núi thì văn chi sờ trên người mình sắc mặt cũng đổi nếu ở bên ngoài mà không có tiền chính là rất khó khăn các loại ăn mặc đi lại đều cần tiền huống chi muốn xây nhà cũng phải có tiền là sơ sót của thuộc hạ thuộc hạ đáng chết thì văn chi lập tức quỳ xuống thỉnh tội tịch tình nhi hơi dời tầm mắt đi nàng tuổi còn nhỏ không chịu nổi khi thấy người khác quỳ trước mình cái thời không này là thế luôn ưu tiên tôn ti trật tự nàng không thể cải tiến được thì phải thích ứng với nó muốn cải biến để cho mình không quá khó để tiếp nhận thì cần phải có một lực lượng khổng lồ, nàng cũng không muốn bị người ta căm thù, việc cải biến cũng không nhất thiết sẽ theo hướng tốt. Đứng lên đi, chuyện này cũng không thể trách ngươi được, tình huống lúc đó đương nhiên phải chạy thoát thân mới quan trọng nhất. Chung Ly Dạ đứng dậy đỡ thì Văn Chi đứng lên, thiếu niên thấp hơn thì Văn Chi một cái đầu thoạt nhìn tỏa ra khí chất vương giả, đây là người làm đại sự, tịch tình nhi cảm thán, quả nhiên sinh ra trong nhà đế vương tuổi nhỏ như vậy đã biết thu phục lòng người, không thể không thán phục, thì Văn Chi sợ rằng sau này chỉ có thể tử trung, thể chết trung thành với hắn, Hoàng Huynh, xưng hô giữa chúng ta phải đổi một chút, không thì sẽ bị người khác chú ý. Trung Ly dạ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, tình nhi, sau này gọi Hoàng Huynh là ca ca, thì hộ vệ, sau này ngươi gọi ta là thiếu gia, gọi tình nhi là tiểu thư, bọn ta sẽ gọi ngươi là ta à thì đi cách xưng hô như vậy cũng đại biểu cho việc chung ly dạ đã chính thức tiếp nhận thì văn chi là người thân cận của mình mà không phải bởi vì thì văn chi trung thành với mẫu hậu hắn thuộc hạ tuân mệnh thì văn chi thở dài một hơi được đại hoàng tử tiếp nhận là một nguyên nhân nguyên nhân còn lại chính là rốt cục không thể chạy trốn nữa một hoàng tử một công chúa tính mạng của họ nằm trên người hắn tvc khiến hắn tvc không khỏi có áp lực tịch tình nhi gật đầu biểu thị đồng ý, không nói lời nào, tình huống bây giờ tương đối là khá tốt, thân phận không có bại lộ. Nhưng có chút chuyện cần phải giải quyết, Tịch Tình nhi lấy từ trong túi ra một vòng ngọc lấy ở chỗ Tiểu Ngọc, để lên bàn, cái này lấy từ trong hoàng cung ra. Hai hàng mày nhíu lại của Chung Ly Dạ cũng đã giãn ra, trên mặt vui vẻ, đồ lấy từ trong hoàng cung đương nhiên là đồ tốt, vừa nhìn chất ngọc thôi cũng biết là cực phẩm, đổi được không ít tiền duy trì cho cuộc sống của ba người được một đoạn thời gian rất dài. À thì, sáng mai ngươi đem vòng ngọc này đến thành Lương Châu, tìm người bán, chỗ nhỏ này căn bản mua không nổi. Thì văn chi hiểu, xong tiếp nhận, vâng. Suốt đêm không nói chuyện, tịch tình nhi cảm giác muốn ngủ, từ hoàng cung chạy đến đây mất hết 40 ngày, trước đó ba người bọn họ ngủ trên giường 3 ngày, sau đó một đường truy sát, đừng nói đến giường để ngủ, bọn họ chưa từng ngủ an giấc, lúc nào cũng đề cao cảnh giác, chỉ sợ địch nhân đuổi theo, ngủ đều khép hờ mắt, sáng sớm, thì văn chi đi thành Lương Châu, với tốc độ đó ước chừng 3, 4 ngày mới về đây, ăn sáng xong, chung ly dạ lễ phép nói với lão bản khách điếm. Chưởng quỹ, hộ vệ đi đến tiền trang thành Lương Châu lấy tiền, tại hạ và xá muội sợ rằng còn phải ở chỗ này ở thêm mấy ngày, xin chưởng quỹ lượng thứ cho. Lão bản khách điếm là người có ánh mắt nhìn người, rõ ràng là một đại hài tử mang theo một tiểu hài tử lại có khí độ thông dong như vậy, nhìn cũng không phải người ăn quỵt. hơn nữa, có ai mà không gặp nạn chứ. Ông làm vậy không phải là muốn hắn trả thật nhiều tiền, ông không có giống như những người khác, cho nên mới nói, cái trấn nhỏ này toàn người thiện lương, ha hả, đương nhiên không thành vấn đề, ta là một kẻ thô kệch, không có nói chuyện nho nhã, được rồi, ta họ hùng, gọi là hùng trưởng quỷ hay lão hùng đều được. Vậy thì cảm ơn, ta còn muốn xin hỏi hùng trưởng quỷ một chút chuyện, gần đây có y điếm nào không? Ta muốn mời tú nương làm y phục dùng. Y phục trên người họ đều bị rách hết, y phục tình nhi bị kiếm rạch, nếu không phải hắn lấy áo khoác lên cho nàng, phỏng chừng, nếu như mẫu hậu ở trên trời có linh thấy tình nhi ăn đắng nuốt cay như vậy, có bao nhiêu là thương tâm, còn phụ hoàng nếu biết sẽ rất đau lòng, dù sao, phụ hoàng thương tình nhi nhất, đương nhiên là có, chỉ là không có chất vải mà các vị đang mặc trên người. Hùng trưởng quỷ cũng biết nhìn người, mấy người này tuy rằng nhìn chật vật, nhưng nhìn y phục có thể nhìn ra xuất thân không tầm thường. Chí ít ở cái trấn này không có ai mặc y phục loại này, nói chi là bán chứ, không thành vấn đề, mặc gì cũng được, hùng lão bản vỗ tráng một cái, xem ta hồ đồ chưa này, như vậy đi, ta mang hai vị đi đến đó, dù sao chỗ này không có người ở trọ, ta gọi phu nhân đến trong giúp. Trung ly dạ cầu còn không được, đây là lần đầu tiên hắn đến đây căn bản còn không biết đường, liếc nhìn muội muội nghĩ đến vết thương của nàng nói, "Tình Nhi, thương thế của muội còn chưa tốt, về phòng nghỉ ngơi trước đi, lát nữa sẽ mệt đấy." Tịch Tình Nhi gật đầu, có đi hay không cũng chẳng quan trọng, nếu Trung Ly Dạ nói như vậy, vậy liền đúng như thế đi, phải khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chỗ này còn nguy hiểm hay không cũng không biết, còn có đám người truy giết bọn họ, cũng không làm cho nàng yên tâm nổi, chỉ có mạnh lên nàng mới có thể bảo vệ mình được, mới có thể sống, muội về phòng trước. Trung Ly Dạ gật đầu, nhìn muội muội lên lầu, lão bản nương ở trong phòng đi ra, trước chào hỏi, rồi cùng Hùng trưởng quỷ đi đến y điếm, tối hôm qua thì Văn Chi không có ngủ, vào núi săn vài con mồi bán cho khách điếm, đổi được ít bạc vụn từ chỗ Hùng lão bản, để lại cho hai người phòng thân, tuy rằng số bạc rất ít không thể làm chuyện đại sự gì, nhưng cũng tốt hơn là không có đồng nào, Trung Ly Dạ không chịu nổi khi nhìn thấy muội muội mặc y phục rách, nghĩ phải mua một bộ về cho muội muội thay. Trước về phần hắn, chờ thì Văn Chi từ Thành Lương Châu trở về mua sau cũng được, trước đây chưa từng vì chuyện tiền bạc mà lo lắng, nay chỉ có chút bạc trong tay, có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Bạn đang đọc truyện cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y, Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ. Chương 6 Nguồn Mê truyện audio.com Ông Tiểu Ngọc nhìn sang một hướng khác, Mờ cỏ xanh thật dài không thấy điểm cuối, tịch tình nhi đổ hắc tuyến, đây có phải là bãi đua ngựa không vậy, hay là thảo nguyên? Bãi cỏ này thật khác mấy bãi cỏ khác ở đại cầu, phải chăng là vì có linh khí? Có lẽ vậy, vì nơi này sạch đến mức không có một chút ô nhiễm nào và cây cối không có bị chặt, tiểu ngọc, sau này nếu có cơ hội tỷ tỷ sẽ bắt vài con thú đẹp để đến cho đệ chơi được không? Không biết động vật vào đây có bị biến dị không, hai mắt tiểu ngọc sáng ngời, gật đầu như trống bỏi. Được. Sờ đầu cậu nhóc, đúng là một đứa trẻ cô độc, đi xem thành quả lao động của đệ nha. Tiểu Ngọc khoanh tay trước ngực, đều sắp xếp gọn gàng rồi, chỗ này là nhà Tiểu Ngọc, vật gì ở đây đều chịu khống chế của Tiểu Ngọc. Mở cửa bảo thất, có kích thích lần trước, lần này Tịch Tình Nhi bình tĩnh không kích động nữa, giống như nhân viên ngân hàng mà thôi. Mỗi ngày đều nhận giữ nhiều tiền, cũng không phải của mình, bộ dáng bây giờ của nàng giống vậy đấy, bảo bối tuy nhiều có thể dọa chết người nhưng không phải của nàng có nhiều hơn nữa cũng không dùng được từng món từng món đều được sắp xếp gọn gàng mỗi thứ đều chia khu vực để riêng nữa mấy thứ như ngọc trân châu thì bỏ vào hộp gỗ xếp chồng lên tịch tình nhi không keo kiệt mà khích lệ tiểu ngọc làm tốt lắm tiểu ngọc thật giỏi trong thời gian ngắn như vậy đã dọn dẹp xong nếu đổi lại thành tỷ không biết phải mất bao nhiêu ngày đây tiểu ngọc ngoác miệng cười tỷ tỷ khen hắn nha, đi dạo bên trong vài vòng, cái gì cũng có, chỉ tùy tiện lấy ra một món cũng đều đáng gái hết, cước bộ bỗng dừng lại trước bộ sách trước mặt, tịch tình nhi thuận tay cầm lên nhìn xem, lật vài trang, hay quá, chữ này giống ở thế giới của nàng, mặc kệ nó có tác dụng gì, có ích lợi gì, mỗi ngày nhàm chán có thể lấy ra đọc để giết thời gian, không chừng còn biết thêm về không gian kia, nơi mà chủ nhân trước của tiểu ngọc sống. Giống như đọc truyện thần thoại mà thôi, để sách xuống, sau này rảnh rỗi đến lấy đọc là được, những thứ này nàng không thể mang ra ngoài được, ở đây xem thì được, hơn nữa Tiểu Ngọc cũng không nói là không thể, tỷ tỷ, tỷ vào phòng tỷ xem không? Tiểu Ngọc kéo ống tay áo của nàng, hắn biết tỷ tỷ sắp đi ra ngoài, Tịch Tình nhi nhìn khuôn mặt nhỏ mang đầy tâm sự, yêu thương nói, tỷ tỷ cũng không phải là không đến, tỷ sẽ thường xuyên đến, đệ còn phải tu luyện công pháp mà chủ nhân trước của đệ đã dạy đã nói không chừng còn có thể tu luyện thành linh thể mà đi ra ngoài nữa đó. Hái mắt Tiểu Ngọc sáng rực, lại ảm đạm, chủ nhân cũng đã nói như vậy, Tiểu Ngọc rất nghiêm túc tu luyện, nhưng mãi đến bây giờ vẫn không thể đi ra ngoài. Không nên gấp gáp, để nói cho tỷ tỷ nghe xem, từ khi bắt đầu tu luyện đến khi có linh thức, rồi linh thể cần mất bao nhiêu năm. Tiểu Ngọc tính toán một chút, hình như là một vạn năm, không, một vạn hai nghìn năm. Vậy để tu luyện thành linh thể đến bây giờ có đã mất bao nhiêu năm? Tiểu Ngọc nhíu mày tính toán, bộ dáng thật đáng yêu làm cho tịch tình nhi nhịn không được muốn hôn hắn. Đây là bồi thường của lão thiên đối với nàng ư, vừa mất đi thân nhân, lại có thêm một thân nhân nữa. Sau khi Tiểu Ngọc tu thành linh thể, ở cùng chủ nhân 2.000 năm, lại rơi xuống tinh cầu kia thêm 4.000 năm nữa, cộng lại đã là 6.000 năm rồi. Tịch tình nhi mỉm cười, nhất định là muốn từ linh thể tu luyện thành thực thể để ra ngoài phải mất rất nhiều sức mạnh, cho nên Tiểu Ngọc phải cố gắng tu luyện hơn nữa. Tiểu Ngọc vừa nghĩ đến điều này, gật đầu, đã biết tỷ tỷ, Tiểu Ngọc sẽ cố gắng. Tỷ tỷ đi ra trước nha. Vâng, thấy trên mặt Tiểu Ngọc không có vẻ cô đơn nữa, tịch tình nhi mới ly khai, mặc kệ hắn sống bao nhiêu năm, ở trong mắt nàng, cũng chỉ là một đứa trẻ cô độc, Nàng nhất định sẽ không để cho sự cô độc này xuất hiện trên mặt Tiểu Ngọc lần nữa, thu hồi ý thức, Tịch Tình Nhi mở mắt, nhìn Chung Ly Dạ cẩn thận đặt bọc y phục trên bàn chuẩn bị rời đi, trong lòng cảm thấy ấm áp, thân là hoàng tử, lại yêu thương muội muội ruột như vậy, thì tốt cỡ nào đây. Ca ca. Chung Ly Dạ dừng bước lại, quay đầu nhìn muội muội, Tình Nhi, đánh thức muội sao? Không có, chỉ là ngủ thiếp một lúc thôi, đây là quần áo ca ca mua cho muội sao? Chúng ta bây giờ không có tiền, xe Hỉ có thể mua loại quần áo vải thô này, muội mặc đỡ đi, đợi a à thì quay lại ca ca sẽ mua cho muội loại tốt hơn. Tịch Tình Nhi lắc đầu, ngồi cạnh bàn trà rót hai ly trà, ca ca cũng ngồi đi. Chung Ly Dạ ngồi bên cạnh nàng, đối với vị muội muội có chút thần bí này, hắn không biết nên nói cái gì, có điều hắn biết, muội muội sẽ không làm thương tổn hắn, nếu quả thật có ý đó, thì nàng đã không đỡ một kiếm đó, thì hắn đã mất mạng bạn đang đọc truyện cuộc ống nhàn rỗi của dược y quỷ quỷ mộng du được edit tại âm dương cung chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ